Khăn mà mình chung mà. Ok. Ok nhá, lớp của chúng ta thì hơi đông nên là bạn Ăn mà nào lớp chúng ta hơi đông nên là đôi khi cô sẽ không nhanh tay tắt mic của các bạn, nên là nếu như bạn nào mà nói chuyện riêng hoặc là bạn nào có tiếng ồn thì các bạn chịu khó tắt mic của cô nhé. Tại vì nếu mà cô để ý thì cô tắt, nhưng mà đôi khi cô đang làm cái gì cô không để ý tắt thì đôi khi các bạn nói chuyện riêng thì các bạn khác của mình nghe thấy, đúng không nào? Nên các bạn sẽ tự động tắt mic của mình nếu chúng ta nói chuyện riêng. Còn chỗ chúng ta mà không ồn thì chúng các bạn cứ mở tiếng, mở hình thoải mái, đúng không nào? Chỗ chúng ta ồn thì chúng ta tắt nhé, tự động. Tại vì đôi khi lớp chúng ta đông ấy, nếu mà các bạn khác nghe thì nó sẽ đấy rất là ồn. Hôm nay chúng ta sẽ học hai tình huống là tình huống thứ bảy và tình huống thứ tám. Thì tình huống thứ bảy chúng ta sẽ học về chủ đề tại quán ăn. Các bạn mở sách trang 26 nhé, cô sẽ chia sẻ từ vựng trước. Từ vựng của trang 26 nhé. Đó là 27, 26, 27 nhé. 27. Các bạn có nhìn được cái phần ở trên bảng cô chia sẻ không nhỉ? Để thấy không? Thấy được không nào? Ok, cô sẽ đọc qua một lần, đúng không nào? Nếu như các bạn nào mà đã học qua rồi chúng ta biết rồi thì chúng ta nghe, còn bạn nào chưa biết thì chúng ta nghe lại một lần và chúng ta cố gắng là cô quên nhé, lớp mình sẽ học các cụm từ đối nghĩa, thì sau cái buổi hôm nay cô sẽ cho các bạn những cặp từ đối nghĩa, các bạn về nhà các bạn học nhé. Hôm nay chúng tình huống thứ bảy thứ tám rồi nên là chúng ta sẽ học khoảng độ trong kỳ 1 chúng ta phải học được 30 cặp từ đối nghĩa, nên là sau cái buổi ngày hôm nay nếu như mà cô nói là cô thoát thì các bạn nhớ là cô cho em cái cụm từ đối nghĩa nhé, thì là cô sẽ cho các bạn 30 cụm từ đối nghĩa của ngày hôm nay nhé, lát nữa cô sẽ gửi. Thì từ đầu tiên trong cái phần từ vựng này cô muốn chia sẻ là cái từ thức ăn, đúng không nào? Thức ăn trước. Thức ăn thì chúng ta sẽ nói như nào? Makanan, đó là thức ăn. Makanan thì cái từ makan các bạn đã biết rồi, các bạn chỉ thêm cái tiếp đầu ngữ an vào thôi thì nó sẽ trở thành thức ăn, makanan. Hoặc là minum, nó là thức uống, nó là uống rồi thì các bạn thêm là minuman, nó sẽ trở thành thức uống. Còn bình thường thì chúng ta nói makan là ăn và minum là uống, đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Từ thứ hai cô muốn chia sẻ là từ nasi. Nasi, nasi là cơm. Nasi là cơm. Ví dụ như các bạn có cái thói quen là hỏi là bạn đang làm gì đấy, tôi đang ăn cơm, thì các bạn nói là xem makan nasi, đó là xem makan nasi là tôi đang ăn cơm. Còn khi mà các bạn nói tôi đang ăn thôi thì các bạn chỉ là xem makan là đủ rồi, đó là xem makan là xem makan, đó là chỗ bạn nào có tiếng ồn tắt mic của cô nhé, tự tắt mic của cô. Lassi là cơm, thì trong cái cách của người Việt chúng ta thì chúng ta hay nói là tôi đang ăn cơm, nhưng mà trong tiếng Mã thì các bạn chỉ cần nói là xem makan là đủ rồi, không cần nói là xem makan nasi hay là xem makan mì thì không cần thiết, trừ trường hợp là chúng ta muốn nói rõ là tôi đang ăn cơm hay tôi đang ăn mì thôi, còn không chúng ta nói là xem makan là đủ rồi nhá, nói xem makan là đủ rồi. Mì thì cái từ mì này các bạn nhé, cái từ mì này nó có rất là nhiều cách viết, đúng không nào? Các bạn có thấy người ta viết là mì như thế này cũng được, hoặc là đôi khi người ta sẽ viết là mì như thế này, đó là đôi khi người ta viết như thế này thì nó cũng chính là mì. Mì thì nó chính là mì đó, chúng ta chỉ đọc nó hơi hơi lớn đi một chút xíu thôi, mì. À, mì như thế này cũng được, mì như thế này nó cũng là mì, đó là hai từ đều giống nhau, các bạn gặp từ nào thì nhìn từ đó nó y hệt nhau, nó không có gì khác cả. Pihun thì pihun, nếu như các bạn đi ăn ngoài quán mà các bạn muốn ăn cái pihun này, nó chính là cái mì bún khô đấy các bạn, cái sợi bún khô đó, đó là bún khô của Việt Nam hay là bún khô của bên này, nó có rất là nhiều loại thì người ta đều gọi là pihun. Bu này nó là cháo, cháo nói chung thôi, còn nếu ví dụ như cháo mà thịt gì đó thì các bạn tự thêm vào, đúng không nào? Như các bạn nói là bu ayam, daging hay là bu gì đó cơ ta hay là bu hay bu gì các bạn tự thêm vào, hoặc là bu cô son, thì nếu mà bu cô son thì nó là cháo gì các bạn? Cháo trắng. Cháo trắng, đúng không nào? Rất nhiều người ăn cháo trắng các bạn nhé, đôi khi là có cái thói quen là nấu cháo trắng xong nấu thức ăn người ta ăn, thì bu cô son nó chính là cháo trắng. Bu tê cũng được, đúng không nào? Bu tê cũng được, người ta cũng hiểu nhé, cô son và bu Tê. tê, bu tê là cháo trắng hay là cô son cũng được, cô son là cháo không, không có cái gì hết. Hoặc là ví dụ như là ai cô son, các bạn thường uống ai cô son đó, hoặc là các bạn uống Milo đi mà các bạn muốn cô son, có nghĩa là nó không có cái gì hết, nó chỉ có nguyên Milo thôi. Còn ví dụ như bây giờ các bạn uống Mino mà các bạn muốn Tamba Susu hay là Tamba cái gì đó thì các bạn Tamba, còn không Tamba nó là cô son nha, nó là chỉ có Mino không, người ta gọi là Mino cô son đó. À, Panas thì nó là nóng, đó là nó là nóng, nóng lạnh thì chúng ta thêm.
Sorry nhé, cô tắt tiếng của một số bạn, nó có tiếng hình như tiếng chó sủa. À, mi brass, à brass này thì cái brass này chúng ta từng học ở trong cái bài đầu tiên rồi, các bạn còn nhớ cái từ brass là Gạo. gạo không? Gạo này Gạo. là Gạo. gạo tẻ thôi các bạn nhé, còn gạo lếp nó khác, gạo tẻ đó. Thì mi brass này nó chính là cái phở đó. Và có đôi khi cái mi brass này thì chúng ta có cái gọi khác đúng không nào, ví dụ cu teo. Cái từ cu teo này cô nghĩ là nó thông dụng hơn là cái mi brass này, ít người gọi. Cái cu teo này thì cô nghĩ nó thông dụng hơn nhé, cái từ chữ này nó sẽ thông dụng hơn. Chữ này thì cô thấy nhiều người gọi hơn đúng không nào, cu teo đó. Cái chữ này thì cô thấy nó thông dụng hơn nhiều, rất là nhiều người gọi. Còn mi brass nó chính là phở đó, nhưng mà chính cái này thì nó người Tàu cũng gọi như vậy, người Mã cũng gọi như vậy, người India cũng gọi như vậy đó. Là cái từ cu teo này thì nó thông dụng hơn, người Tàu người ta cũng dùng, người ta đều hiểu nhá. Da ginh, da ginh thì là thịt nói chung thôi, nhưng mà cái này là thịt nói chung so với dân người Mã Lai, của dân người Tàu, dân người Việt chúng ta. Nhưng mà riêng người Mã Lai thì người ta gọi da ginh là người ta đặc biệt, cái da ginh đó là thịt bò đó các bạn. Da ginh người ta nói da ginh là thịt bò rồi đó. Nhưng mà riêng cái người Tàu thì người ta phân biệt khác, người ta phân biệt ra da ginh nó chỉ là thịt thôi. Người Việt của chúng ta phân biệt da ginh nó chỉ là một loại thịt thôi, tại vì nó là nói chung của loại thịt. Nhưng riêng người Mã, cô nói chuyện với người Mã, người ta nói súp da ginh, có nghĩa là cái súp thịt bò rồi đó, canh thịt bò rồi đó. Hoặc người ta nói da ginh là đại diện cho bò thì người ta không có nói cái tên con bò vào, nhưng mà người Tàu hoặc là người Mã của chúng à, người Việt của chúng ta thì thêm vào da ginh lâm pu, nó mới là thịt bò đúng không nào. Thịt nữa cô. À đúng không nào, nếu như mà các bạn tiếp xúc người Mã thì các bạn sẽ thấy như thế, tại vì cô có rất là nhiều bạn bè người Mã. Nếu mà đi ăn cơm cô nói là hôm nay ăn gì đó, nó bảo là ăn với curry da ginh là đủ rồi đó. Da ginh là tự hiểu rồi, tự hiểu là thịt bò rồi đó. Còn người Tàu thì khác, người Tàu thì các bạn muốn nói cho người Tàu hiểu thì các bạn bắt buộc phải nói là da ginh thêm cái chữ thịt bò vào, chứ các bạn nói da ginh không thì người ta cũng hiểu, nhưng đại khái chúng ta phải phân biệt rõ ràng ra. Người Mã nó có cách nói chuyện khác nhé. Da ginh ayam thì da ginh là thịt rồi, các bạn ghép bất cứ con vật gì vào. À, thịt thịt gà đó nào, da ginh ayam, ayam là con gà, da ginh ayam là thịt gà. Hamburger, bạn nào ở bên Malaysia chưa ăn món hamburger này giơ tay cho cô nào. Em chưa ăn cô. Chưa ăn mai gửi địa chỉ đi, cô gửi hamburger cho. Chưa Hamburger bao nhiêu? Nhắn tin địa chỉ đi, cô đặt Foodpanda cô mời một bữa hamburger để ăn hamburger nha. được không? Giờ chưa ăn mới được cô mời ăn. À, hôm sau không ăn gửi địa chỉ đi, cô nhắn Foodpanda rất là dễ thôi. Nên là cái hamburger này bạn nào chưa ăn thì mai cô đặt đến nhà biết là hamburger là món gì luôn đúng không nào. Cái kỳ nó kẹp Mời thịt thật thật, cô mời thật. Bạn nào không muốn cô? Mời ăn thật em gửi địa mà chỉ. em thấy bánh mì hamburger ở Mã Lai mà kiểu bánh xe ở ngoài ngon hơn ở trong McDonald's nữa cô. À đúng rồi, cô thì thích ăn, cô thì dân dã lắm các bạn, cô toàn ăn ở ngoài mà những người Mã người ta bán ở bên ngoài đó. Các bạn thấy các bạn đa ginh cũng được, các bạn cô thì nhà cô không ăn đa ginh tại vì nhà cô có thờ Quan Âm, cô ăn đa ginh. Nhưng mà các bạn có thể là ăn y căn hoặc là ăn thịt gà đó không nào. Nhưng mà Đi các bạn à, cô thì thường yêu cầu là người ta ca si cring skit, nói nghe là cô muốn rán cho nó thật chín thật thơm lên thì rất là ngon các bạn nhé. Cái này bạn nào chưa ăn thì nhắn tin cô mời nhé, nhắn tin cô mời. À, Ngọc, cái tệ em này, chưa gặp như Ngọc ơi. à cái tệ này, cái tệ này thì cái từ này gọi như này nó chưa đủ đâu các bạn, nếu mà chính thức thì nó chưa đủ đâu đó, là tệ băng gang đối với người ta gọi như vậy. Hoặc là tệ daging thì nó là cái bò bít tết, hoặc là tệ ayam, hoặc các bạn thêm cái thịt nó vào. Còn đúng cái chữ này nếu mà các để không thì nó chỉ đại diện cho cái món bít tết thôi, còn bò bít tết thì nó không đúng, bò bít tết thì không đúng nhé. Các bạn có để thêm daging vào hoặc là thêm camping vào, camping là dê đúng không các bạn, ayam là gà, các bạn có thể thêm vào đằng sau nó, thêm đằng sau cho đủ. Còn cái này nếu như mà nói cái này là người ta đi mượn rồi, còn nếu như mà nói đúng của nó thì người ta gọi là da ginh bang gang đó các bạn. Da ginh bang gang nó chính là cái món thịt bò người ta áp chảo bít tết đó. Đây bằng ý sao cô? Đây bằng gan. À da ginh đây, còn bang gang viết bình thường p p p bật hơi đó, b phở đó, bang gang. Bang gang viết như tiếng Việt nhưng mỗi tội là b b phở thôi, bang gang. Bang gang viết bình thường, khi cô đọc là bang gang bật hơi các bạn viết bình thường nhé. À, cái spaghetti này thì cái món này là món yêu thích của con gái cô. Các bạn đã từng ăn món này chưa nào? Mì Ý đó. Nó có luộc mì lên, sốt cà chua lên, và đôi khi người ta thịt gì thì người ta lấy món đồ khi mà các bạn ăn đi nhà hàng Tây thì nó thường có những cái món này, đó là Là gái cô nó thích ăn spaghetti. mì Ý, làm cho mì Ý em làm mì Ý ngon lắm luôn đó. Ý À, em con gái cô thì là bạn ấy là có một cái sở thích là đặc biệt với cái mì này, khi nào mà cô mà mệt hay là cô có vấn đề gì cô không nấu cơm là đặc biệt bạn sẽ dở món này spaghetti.
hay là đi ra nhà hàng bạn cũng sẽ nấu một loại món này, đúng không nào? Không biết là cái sở thích hay là cái món này cho tiện bạn nên nấu được, đúng không nào? Spaghetti à? À, là nó tiện bạn nên nấu được nữa, bạn nên nấu được món này. Tiếp theo, cái từ, những cái từ mà cô viết này cô xóa đi nhé, tại vì là khi mà cô dịch màn hình nó sẽ chạy, các bạn biết rồi, cô sẽ xóa đi nhé. Mì với này cô teo này, cái ladu này, thì ladu này thì nó là bánh bao, nhưng mà ladu này nó có rất là nhiều cách gọi, đôi khi người ta gọi ladu cũng được, người ta không gọi ladu người ta sẽ gọi như thế nào, đúng không nào? Người ta sẽ gọi là bao. Bao thì các bạn biết bình thường mà nó là cái như thế này này các bạn, đó, bao. Còn bao gì thì nó nhiều lắm, bao vegetarian, à, bao cha siêu, bao cà giang, đó là bao gì gì cũng được. Nhưng mà cái bao nó có rất nhiều cách viết. Một là ladu, ladu là chính thức người Mã người ta sẽ gọi là ladu. Còn người Tàu thì người ta gọi như này, bao, người Mã người ta sẽ hiểu nhá, bao. Đó, và cái này thì các bạn thêm vào. Ví dụ như là bên trong các bạn muốn nhân gì, cha siêu hay là cà giang hay là vegetarian hay là cái gì thì các bạn thêm vào thôi, bánh bao nhá. Hoặc là ví dụ như là bao cô son thì nó không có cái gì hết, tùy các bạn. Đó là cái món ăn. Ikan là cá, từ đây chúng ta học rồi, học ở trang số 7 rồi. Cơ tăm nó là con cua. À, udang nó là con tôm. Đây là cô chỉ nói những từ nói chung thôi nhá. Udang là con tôm, sotong nó là mực. Còn bây giờ các bạn muốn học những cái loại cá nào thì sau cái bài này cô sẽ chia sẻ tên các loại cá cho các bạn. Cô siêu tầm rất là nhiều các loại cá, cá biển cũng có, cá nước ngọt cũng có. Cô sẽ gửi vào nhóm, bạn nào mà đặc biệt sở thích với cá nào thì các bạn có thể là học cái cá đó nhá, học con cá đó. Không biết cá ngồi kêu là sao con? Lát nữa cô sẽ gửi cái menu đủ các loại cá và các bạn muốn cá nào có thể tìm cá đó cho cô nhé. Và không biết đọc thì nhắn lên nhóm cô sẽ đọc cho. Vegetarian thì cái vegetarian này nó là người ăn chay, vegetarian người ăn chay. Ikan là cá, cơ tăm là cua, udang là tôm, sotong là mực. Cơ rang thì cái cơ rang này nó không phải là sò, cũng không phải là hến, không phải là chai, nó là tất cả những cái con mà nó có vỏ như là sò, hến, chai, người ta gọi chung. Người ta gọi chung. Còn nếu như mà các bạn muốn phân biệt từng con một thì nó rất là nhiều các loại con, nhưng mà tất cả những cái con mà nó có giống như là vỏ sò, nó có cái hai cái hộp nó cụp lại này thì người ta sẽ gọi là gọi chung là cơ rang. Còn cái siput này thì siput này nó chính là con ốc. Con ốc đó là siput, hoặc là đôi khi người ta gọi là sen đụt. Sen đụt cũng được, là gọi là ốc, siput và sen đụt là tùy. Ví dụ như là cô thấy là một người bạn của cô thì hai cái đều là con ốc, nhưng mà đôi khi người ta gọi là siput và người ta gọi là sen đụng cũng đều là ốc nhé bạn nhé. Ốc nói chung thôi, còn ốc len, ốc gì đó nó rất là nhiều. Cái này thì chúng ta rất là dễ, khi mà các bạn muốn tìm tên của cua, ốc, hến thì các bạn sẽ nói viết như thế nào vào trong Google, các bạn sẽ viết là siput lamơ đà lam pa sơ, các bạn viết như vậy ốc gì nó cũng ra hết, hoặc là ikan lamơ đà lam pa sơ nó sẽ ra hết, đúng không nào? Tùy các bạn tìm tên của con gì cũng có. Nhưng mà những con ở bên Malaysia thôi nhá. Còn những con bên Việt Nam thì cô chịu. Ví dụ như bây giờ các bạn lấy rau dấp cá đây, các bạn hỏi cô là rau dấp cá tiếng Mã là gì, cô chịu nha các bạn, cô không biết, đúng không nào? Tại vì người Mã người ta không có rau đó. Nhưng mà cô có một cách gọi, đó là ví dụ như là chúng ta gọi là rau thơm của Việt Nam, đó là rau thơm. Bạn nào đã học đến bài rau thơm còn nhớ rau thơm gọi là gì không? Đó. Rau thơm gọi là gì? Rau thơm gọi là gì? Bạn nào học đến từ rau thơm rồi? Đây một sắp lại không? Đào un súp. À, đào un súp là rau thơm. Nói chung tất cả các loại rau chúng ta dùng để ăn sống chúng ta đều gọi là rau thơm, và chúng ta gọi là đào un súp. Đào un súp Việt Nam, đó không nào, chúng ta gọi như vậy. Còn ví dụ chúng ta muốn cái tên thực tế của nó thì chúng ta phải tìm, nhưng mà đa phần nó là tiếng Anh thôi, tiếng Mã rất là khó tìm nha các bạn. Tại vì những cái rau đó ở bên này không có. Tiếp theo, bơ lụt. À, bơ lụt đó chính là con lươn. Lươn thì bên Mã Lai rất là nhiều các bạn. Các anh công nhân của nhà cô có rất nhiều công nhân Việt Nam. Các anh đi câu lươn, lươn ở bên Việt, à, bên này nó rất là to, nó không có giống như là lươn của Việt Nam chúng ta nhỏ đâu. Bên này câu rất là to và nó nhìn rất là sợ luôn. Bơ lụt. Nhưng mà người Mã không ăn. À, người Mã không ăn, đúng không nào? Cô thì cũng không dám ăn cái con đó, tại vì cô thấy nó to quá mà nó giống như là nó lâu đời quá. Nhà cô rất là nhiều các anh công nhân đi câu với rất là nhiều, thường xuyên là hỏi cô có ăn không, nhưng cô không dám ăn. Thịt cho giờ cũng không dám ăn, chứ không phải là nhìn thấy, đúng không nào? Rất là sợ. Nhưng mà nó là đặc sản của Việt Nam đó các bạn. Nếu như mà trước ba cô, mẹ cô sang đây mà thấy các anh câu, ba cô nói là Việt Nam có tiền không có cái này mà ăn đâu con. Nhưng bên này thì thực sự là người chúng ta không ăn. Nhưng mà Việt Nam thì rất là quý, đúng không nào? Việt Nam thì rất là quý. Hoặc kể cả như chim bồ câu các bạn cũng thấy thôi, bên này người ta đâu có ăn đâu.
Nhưng mà ở Việt Nam mình thì đó là đặc sản rồi, đó là đặc sản. Trong lấy mẫu Việt Nam nhìn cái gì ăn cái đấy. Bên này thì rất là nhiều, đúng không ạ? Bên này thì nhiều cực kỳ luôn nhưng mà không ăn. À, tơ lô, tơ lô, cái từ này chúng ta cũng học rồi thì phải, tơ lô trứng. Tơ lô, đúng không nào? Tơ lô này cô thì có câu chuyện, cô cứ nói đi nói lại, đúng không nào? Cô cứ nói đi nói lại, nếu như bạn nào học cô Hoài rồi các bạn sẽ nói là cô nói đi nói lại một câu chuyện, nhưng bạn nào chưa nghe bao giờ thì cô kể, đúng không nào? Lúc mà cô mới sang đây đấy các bạn, cô đi làm công ty và người ta hỏi cô là bạn ăn cơm với cái gì, và lúc đó thì cô mới sang các bạn, lúc đó chỉ có một đồng 2, một đồng 3 là 10 quả trứng thôi, và cô không biết nói chữ trứng bằng tiếng Mã, cô chỉ biết nói chữ trứng bằng tiếng Anh thôi, nhưng cô không nói tiếng Anh, cô học nói tiếng Mã. Cô nói là say makan anna ayam. Và cái bạn của cô đó, bạn cô nói là ôi dồ, ăn là ayam kichi awa bun makan à. Nó nói cô là người gì mà ghê, cái gì mà cái con gà nhỏ xíu mày cũng ăn. Không phải, cô không ăn cái con gà nhỏ xíu, mà cô miêu tả, cô phải nói tiếng Anh cho họ hiểu là cô ăn quả trứng. Nó nói là thế thì nói là trứng, trứng thì gọi là tolo, tại sao gọi là ăn là ayam thì cô nói là con gà đẻ ra thì là con của con gà, đúng không? Thì mình nghĩ thế, các mình xuyên tạc như vậy đấy các bạn. Cô xuyên tạc như vậy và cái từ này là cô nhớ nhớ như như in luôn, tại vì là nhớ không bao giờ quên được vì nó có những cái kỷ niệm đặc biệt, đúng không nào? Hello, ăn lại yam, đừng có bạn nào học cô ăn lại yam nha. Nó chính là con gà nhưng không được nói như vậy, đúng không nào? Ok, cái từ makanan laut thì makanan nó là thức ăn rồi, laut là biển, makanan laut nó chính là hải sản, nhưng mà cái từ hải sản này thì thường thường các bạn gọi tiếng Anh nhiều hơn, đúng không nào? Seafood. Đó là cái từ này thì đôi khi các bạn sẽ gặp mà người gặp ở quán hàng sẽ biết như này các bạn này, người ta biết tiếng Mã người ta cũng biết, người ta biết như này, thường thường các bạn nói là ôi cô em nói là makanan laut, người ta không hiểu, không phải người ta không hiểu các bạn, đó là phải là người ta không hiểu, nếu các bạn gặp người Tàu người ta không hiểu là phải rồi, nhưng người Mã ai ta cũng hiểu. Còn từ này thì ai người ta cũng hiểu rồi, seafood, đó là từ này thì ai cũng hiểu, người Mã cũng hiểu, người Tàu cũng hiểu. Nhưng mà đôi khi các bạn nói là makanan laut với người Mã thì người ta không hiểu, à người Tàu người ta không hiểu, những người nào người ta học trường PMPI thì người ta hiểu, còn người nào người ta học Mandarin Cantonese thì tất nhiên người ta không hiểu rồi, người ta không hiểu tại vì người ta không học cái chữ này. Còn những người nào người ta học PMPI thì người ta đều hiểu cái từ này nhé. Makanan laut, seafood. Đó là một, hai cái nó chính là một. Nó không có gì khác nhau. Sang bên này. Đó là suam. Cô nói cái từ suam thôi. Suam này nó chính là cái nước ấm. Cái nước mà nó vừa nhiệt độ chúng ta vừa uống đó, thì chúng ta sẽ sử dụng từ này. Ai suam. Cái từ này nếu mà các bạn đọc là A thì là cái cách mà cô đọc cho chúng ta dễ học thôi. Chứ chính thức chúng ta đọc là A và chúng ta thêm cong nữa cái chữ R đó. Chứ thường thường thì người Việt Nam chúng ta rất là khó phát âm cái từ này, nên là cô khuyến khích hoặc là ai, đó là ai người ta hiểu, ai nó khác đi. Còn cái từ từ này bên dưới nó khác, bên dưới các bạn thấy một cái từ này ice, cái từ này nó là đá các bạn nhé, nó khác nhau cái chữ s đằng cuối, cái chữ bên dưới là có chữ gì đằng sau ice, đó là người Việt của chúng ta khi mà chúng ta nghe âm bồi thì cái từ này các bạn đọc là s, không phải s, đâu có s đâu, đó là cái từ này ice. Nhưng mà người Việt trong công ty đó, các bạn thấy người Việt trong công ty không có là S, Milo S, không có S. Đó là cái này là ice. Đâu có S đâu, nhưng các bạn đọc thế người ta vẫn hiểu. Nhá, vẫn hiểu, không phải người ta không hiểu. Tại vì cô tiếp xúc với rất nhiều người Việt làm công ty rồi. Đó là cô có rất nhiều người bạn và các bạn đi phát âm như vậy, người ta vẫn hiểu. Nhưng mà chúng ta chính thức là chúng ta đọc sai. Đọc sai nhá, cái này là R. Cái này là ice. Nhớ cho cô, cái âm này. Ice storm. Copio, thì copio này, chỉ nói copio thôi. Copio đó là cái gì? Copio đó chính là cái cà phê đen đó các bạn. Nếu như các bạn muốn mua cà phê đen thì các bạn tìm cái bịch nào nó cái chữ Copio này. Copio này chứ không phải là cái Copio có nghĩa là cái cà phê đen nhé. Cà phê đen là Copio. Còn cái từ này panat, panat này nó là nóng. Nóng người ta. Các bạn uống nước gì cũng được. Muốn nóng thì thêm cái từ này. Vậy bây giờ các bạn muốn uống nước trắng mà uống nước nóng thì các bạn sẽ thêm cái từ nào vào? Panat. À đúng rồi, các bạn thêm thôi, đúng không nào? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, chúng ta thay đổi đi thôi. Chúng ta thêm cái nước này và chúng ta thêm cái từ nóng này vào thôi. Copy susu. Thì cái copy susu này, copy đó là cà phê, rồi susu đó chính là sữa các bạn nhé. Susu là sữa. Ice. Thì cái ice này nó là đá thôi, còn các bạn muốn uống nóng thì các bạn đổi thôi. Đổi từ đá này sang từ nóng, đúng không nào? Thay đổi như vậy thôi nhé, đó là cách gọi đồ ăn thức uống. Còn cái tê này, tê này thì bạn nào mà lấy chồng người Mã thì đặc biệt nhà người Mã rất thích tê. Và đôi khi các bạn làm khách của nhà người Mã lúc nào người ta cũng pha một cái bình tê chúng ta uống, đúng không nào? Tê nó rất là ngon, nếu như bạn nào mà thích uống sữa mà không sợ béo thì đặc biệt ngon. Tê tá đấy.
Cái cà rệ này nó chính là cái trà mà các bạn thấy những cái người Ba Tăng Đơ người ta đổ từ bên này đổ sang bên kia đó, thì chính là cái món này. Đây đó thì trà sữa sủi bọt đó. Em mê lắm á cô. Cô cũng trước kia cô đi làm ở trên Sa Lam đó các bạn, và khi mỗi lần mà cô đi về là trời mưa lạnh đó, đi vào quán người Mã ở chỗ hai v dưới đường mà các bạn gọi một cái ly này các bạn uống là tôi là tỉnh đến tối luôn đó, là rất là ngon. Tê tá đấy. Cái ly mau này thì nó là chanh rồi, nó là ly mau là chanh, nó là trái chanh rồi, chúng ta muốn uống chanh nóng chanh đá thì chúng ta thêm vào thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Còn cái Assampoi này, cô muốn nói cái Assampoi nó chính là cái xí muội. Bạn nào thích ăn xí muội thì các bạn sẽ biết là cái Assampoi nó là cái xí muội. Thì các bạn muốn uống nước gì cũng được, nó muốn thêm xí muội thì các bạn thêm cái này vào thôi, thêm cái Assampoi này vào nhé. Tê, tê thì nó là trà rồi, tê as nó Chào tê đã. trà đá đúng không nào. Còn tê hi chao à, tê hi yao ice nó là cái trà xanh đá. Cái hi yao này nó chính là màu xanh lá cây đó, sau này chúng ta sẽ học. Milo thì Milo nóng, Milo đá, Milo cô son, các bạn muốn uống nước gì thì gọi vào thôi, đơn giản như vậy. Milo bạn nào cũng biết, Việt Nam chúng ta cũng gọi là Milo. Syrup thì syrup nó chính là những cái nước siro đó các bạn, siro mà người ta hay mua một chai to rồi người ta về người ta hòa đó, đủ các loại màu, chính là cái syrup này nhé, siro. À còn siro đá bào chúng ta thêm đá vào thôi nhé. Bali thì cái Bali nó là nước gì? Cái Bali nếu như mà bạn nào mà là người lấy chồng người Tàu thì các bạn sẽ xem cái Láng Sủy mà nó có cái gọi là nhì mày đó, hay là y mỉ thì chính là cái nước Bali này. Y mỉ hoặc là nhì mày chính là cái nước này. Còn bạn nào lấy chồng người Mã thì biết rồi, tại vì là không ít một lần các bạn đã từng uống cái nước này rồi, nó chính là cái nước hạt bô bô đó, hạt bô bô hay là cái hạt hạt lúa mạch đó. Chân đô là cái bánh lọc nước cốt dừa, cái này Việt Nam có rất nhiều người làm, nhưng cái món này thì nó nổi tiếng là cô thấy là của người người Ấn, người ta làm sẽ ngon hơn, người Ấn nó sẽ làm sẽ ngon hơn và rất là nổi tiếng. Các bạn có thể tampa đó, là các bạn có thể thêm, cô thấy là mỗi lần cô đi thì người nó sẽ ghi rất là nhiều, ví dụ như là tampa pulut là các bạn thêm cái xôi xôi lết, tampa jagung là các bạn thêm ngô, còn tampa cà chằng mera là các bạn thêm đậu đỏ. Đó không nào, thêm cái gì thì thêm vào thôi, còn không thêm cái lép vào ngon lắm. à đúng rồi, cái lép của người ta rất là ngon. Đó không nào, nếu như mà em lấy chồng người Mã thì em sẽ thấy là rất là nhiều món. Cô từng ăn món la xi mính nhạ này, đó là la xi mính nhạ là khi nào mà người ta chuẩn bị kết hôn đó, cơm trong cái tiệc kết hôn người ta mới nấu cái la xi mính nhạ đó, và những người Mã ta làm rất là khéo. Trước kia cô làm là các bạn của cô thường mang đi cho cô ăn, người ta nói là khi nào người ta kết hôn người ta mới làm cái món này la xi mính nhạ, rất là nhiều món của người Mã đó nào. Nghiện với cô ăn nghiện đấy. À, ăn nghiện nhưng mà những cái món người Mã thì ăn thì thường gây béo, nhưng mà em cái tạng người em béo được, tạng người em thì không béo được. Tại vì sao? Người Mã người ta nấu thứ nhất người ta cho nước dừa, thứ hai là người ta cho sữa và nước cốt dừa rất là nhiều. Cà ri của nó nấu ngon quá trời luôn. À cà ri của người Mã ta nấu rất là ngon, hay là sa tế hoặc là ví dụ như Tết, nếu như bạn nào có bạn bè người Mã mà ngày Hari Raya đó, các bạn đến nhà người ta nấu cà ri camping đó các bạn, nó rất là ngon. Và cái bánh mà người ta gói bằng cái lá dừa đó, nó rất là nhiều món, rất là phong phú luôn. Trước kia cô từng đến nhà người Mã rồi, và đặc biệt nhà người Mã thì cô thấy như này các bạn, ngày thường các bạn gặp người ta thì người ta ăn mặc rất bình thường, nhưng mà đúng cái Tết nhất của người ta ấy, các bạn đến một cái các bạn thấy hoàn toàn cô đến cô không nhận ra bạn cô luôn, tại người ta mặc cái sarung đó các bạn. À người ta mặc cái sarung cô không nhận ra bạn cô luôn, tại vì là ngày xưa thì đi làm cùng nhau thì chỉ mặc t-shirt áo bình thường thôi, đâu có gặp nhau bằng những cái trang phục có đâu. Ngày Tết thì cô có cầm một cái hadia đến tặng quà, đó là người Tết người Mã là mình đến nhà người Mã mình phải ăn mặc kín đáo, chứ các bạn đừng có ăn mặc mà quần sexy đó không được nghe, đến chơi với người Mã là phải ăn mặc kín đáo. Ví dụ như cô đến nhà người Mã là cô ăn mặc rất là kín đáo, khi mà cô đến cái đó bạn cô ra đón cô không nhận ra bạn cô luôn. Đàn ông thì người ta mặc sarung, đàn bà thì người ta cũng mặc đội tudung rất là, và thường là giống màu nhau các bạn, một gia đình là mặc giống màu y nhau, cô không nhận ra bạn cô luôn, tìm kiếm hoài không thấy bạn cô, hóa ra là khi người ta bắt người ta nói chuyện thì mới biết là à đây chính là bạn của mình, người ta ăn mặc nó khác hẳn hoàn toàn. Hôm bạn chồng em đến nhà em mặc nguyên trung đến trời em. Không nhận ra luôn đó, là không nhận ra luôn thì đó là cái tiệc. Mà đặc biệt như thế này các bạn này, cô đến nhà người Mã đó, à, cô đến nhà chủ của cô là người Mã, trước kia cô làm chung đó, cô đến nhà ăn cơm thì vợ người ta không được lên tiếp khách. Cô không biết là nhà của Sam thế nào, nhưng mà nhà của bạn cô là vợ không lên tiếp khách, vợ ăn ở trong bếp đúng không cô? Nhà em thoải mái. Nhà của bạn cô thì vợ ăn trong bếp, và cô nói là ủa sao không không có vợ của anh ở đây ăn cơm cùng chúng tôi, nói là nhà của chúng tôi là vợ không được phép lên tiếp khách. Và cô với một số người phụ nữ nữa thì cầm cơm bê xuống bếp, nói chúng tôi không có phân biệt, cầm cơm xuống bếp ăn chung với cái chị đó đúng không nào, tại vì cả nhà ăn cơm mà có một mình chị đó là ngồi dưới bếp, vợ là phải ngồi dưới bếp.
Nhưng người mãi được lấy người nhiều vợ không con? À, bốn vợ nhưng mà với điều kiện là vợ cả phải ký tên thì em mới lấy được vợ hai. Còn vợ cả không ký tên thì không lấy được nha. Song thái được mà, song thái kết hôn được mà. À, người người Mã Lai thì có quyền lấy bốn vợ nhưng với điều kiện này em phải có điều kiện kinh tế để em lo cho người vợ này một nhà, người vợ kia một nhà, chứ không phải là em lấy bốn đứa và em tốt trong một phòng là không được nghe, được tuyệt đối. Em có kinh tế thì được, em lấy thì nhà này một nhà, nhà kia một nhà, em quản lý là người ta sống rất là bình đẳng, hòa thuận, con cái là tất cả đều gọi cái người mẹ cả là mẹ chung, rất là hòa thuận. Nhưng với điều kiện là đi lấy vợ hai cho vợ cho chồng thì vợ cả phải là người ký tên. Nếu mà vợ cả không ký tên sang Thái thì sang Thái cưới được mà. Sang Thái thôi, chứ còn em đúng ở trong Malaysia em đâu có cưới được đâu, bởi vì cái chính phủ người ta đã quy định như thế, là cái luật rồi, của em sang Thái là em đi chui rồi, đó là đi chui nói em gì. Dù không có kinh tế, có kinh nghiệm được không con? Kinh nghiệm thì không được, nghe kinh nghiệm này em nói em muốn rốt bốn đứa trong một nhà thì chịu nghe, cái này là chịu, không có luật nào. Rồi anh. Cái này không được nghe anh Hải, cái này là anh phải xem lại nha. Nếu như anh muốn cưới bốn vợ là anh phải đủ được bốn dinh cơ thì anh mới cưới bốn vợ. Còn anh muốn cưới bốn vợ mà anh chỉ có một cái nhà nhỏ, bốn mỗi đứa một phòng thì không có được, cái vụ này không được nha. Anh vào trước à? Đúng rồi, nói chuyện cho các bạn đỡ buồn ngủ thôi, chứ chính thức là người Mã người ta rất là tôn trọng cái người phụ nữ. Cô thấy là người Mã khi người ta đã quyết tâm người ta lấy cái đám cưới người ta rất tôn trọng người phụ nữ. Và nếu như các bạn thấy cái đám cưới người Mã đó thì cô nói chuyện thêm để các bạn hiểu thêm, tại vì phong tục người Mã thì cô cũng tìm hiểu rất là nhiều. Cô thấy nè, khi mà người ta khi người ta đồng ý người ta lấy một cái người vợ đó thì cái ngày cưới thì người vợ chính là hoàng hậu, người chồng chính là đức vua. Trong cái ngày đó người ta rất tôn trọng cô dâu và chú rể, và khi người chồng mà người ta đã quyết định lấy cái người phụ nữ làm vợ thì người ta sẽ lo lắng cho người phụ nữ này, người ta sẽ làm tất cả vì cái người phụ nữ này. Nếu như có vấn đề gì đó người phụ nữ có thể kiện, lên cái bên đạo của người ta thì cái người chồng người ta sẽ phạm tội rất là nặng nếu như người vợ người ta nhận tâm người ta đi kiện nha các bạn, chứ không phải là đơn giản như Việt Nam các anh cứ đánh vợ sưng mặt lên ở nhà không có đâu nha, không đủ đâu nha. Quyền phụ nữ thì trẻ em ở đây nó cao. Đúng rồi, người phụ nữ là giống như là người ta không phải là mẫu hệ nhưng người ta rất tôn trọng người phụ nữ. Riêng người Mã các bạn đừng nhìn thế thôi chứ người ta rất tôn trọng người phụ nữ. Cô thấy là đánh nhau ra Việt Nam thương vợ nhiều hơn, Việt Nam thương vợ nhiều hơn, đó là cô thì tất nhiên là ở đâu cũng có người thế nọ thế kia, Việt Nam cũng có nhiều người thương vợ, các bạn đừng nói Việt Nam không thương vợ, nhiều người ta thương vợ rất là nhiều, nhưng mà đại khái là cái xã hội người ta tạo lên thì nó nhiều, đúng không nào? Mã Lai thì cô thấy là người ta chứ không không phải nói là bây giờ bên đây cô nói là Mã Lai thương vợ nhiều hơn, các anh Việt Nam anh phản đối chết, anh nói tôi thương vợ tôi lắm mà cô cứ nói là tôi không thương vợ đâu có được đâu, đúng không các bạn? Anh cũng là người Việt Nam đó. À, đúng rồi, tại vì các anh cũng thương vợ các anh rất là nhiều mà, đó là phụ nữ mà chúng ta phải thương cái ai phụ nữ là. Ok, cô, tiếp. Chồng cô là người Mã hay là người Hoa các? Chồng cô là người Hoa các bạn nhé, chồng cô là Orangina Malaysia, đó là chồng cô là người Mã Lai nhưng mà người Malaysia nhưng mà người China nhưng mà gốc là gốc Hoa, đó là. Đồ ăn của người Hoa khó ăn lắm, đồ ăn của người Mã dễ ăn á, ăn giống giống của vị Việt Nam á, ăn ngon. Tại vì em thích ăn cay đi, ăn cái sambal, cái gì có sambal là em ăn ngon rồi. À, đó là do là các bạn miền Tây các bạn thích ăn cay, đó là các bạn thích ăn cay. Em cay đồ người Mã cơm nasi lemak có món. À, nasi lemak, cô hỏi bạn nào chưa ăn nasi lemak nào? Em nấu được nasi lemak với tofu á. À đúng rồi, nasi lemak đó là một cái món mà người ta nói tạo lên một cái danh hiệu của cái đất nước này. Khi mà nhắc đến Malaysia người ta sẽ nhắc đến thứ nhất là cái gì? Nasi lemak và thứ hai là Malaysia. Là hai cái món mà ở Malaysia nó nhất định sẽ có cái hương vị đó. Khi mà em gái chồng của cô lấy chồng ở bên Mỹ và khi mà người ta đi ra ngoài đấy, người ta nghe thấy tiếng Quảng Đông của Malaysia, người ta nói bảo là dân Malaysia. Đó là dân Malaysia, người ta nói là người Malaysia là thứ nhất là nasi lemak, thứ hai là mai chăn, tất cả những thứ mà lặng mùi là nói về người Malaysia, người Malaysia nhé. Em nấu cái món nasi lemak hay là krabu ngon á. Cái món đó là người Mã đúng gốc người ta nấu mới ngon, đó là như em thì em học được, đúng là đôi khi em học của mẹ em hoặc là học của các anh chị em thì em nấu được, còn người Tàu người ta cũng học, người ta nấu người ta bán rất nhiều nhưng nó không có cái hương vị đặc trưng của người Mã. Nó xào ớt không giống. Rồi, xào cái sampa nó không có giống, cái đó chúng ta không học được, không phải là cái hương vị của chúng ta không thể học được. Mày biết gì? Ok, cô tiếp tục này, cái từ này các bạn hay nhầm lẫn lắm này, cô phải chia sẻ luôn này, cái clapa. Clapa này các bạn hay nhầm lẫn lắm. Các bạn nhầm lẫn cái từ gì các bạn biết không nào? Clapa. Cái đầu á cô.
cờ ba lơ, cái đầu và cái cờ lắp ba nó chính là trái dừa. À, trái dừa nên là đôi khi là tôi muốn uống trái, tôi muốn uống cái đầu là rất là các bạn hay rất là nói. Đúng nào? Em bị hoài luôn á cô, bị cái dừa với cái đầu hoài luôn á cô. Em sẽ nhìn ra, kiểu là các bạn sẽ nhìn này, nếu mà chữ cơ, hai cái chữ này để bắt đầu bằng chữ cơ, hai cái chữ nó bắt đầu bằng chữ cơ, nhưng mà chữ cơ mà đến chữ eo này thì nó sẽ là trái dừa, còn chữ cơ này mà nó không đến chữ eo đến các chữ khác thì các bạn biết là cái đầu. Hai chữ đầu tiên nó đều giống nhau bằng chữ cơ. Nếu tí nữa các bạn nhìn chữ clapa nó có chữ cập l, nó có cũng bắt đầu bằng chữ cơ nhưng mà chữ tiếp theo nó không phải là chữ eo này. Chúng ta thấy kê và eo này là chúng ta nghĩ là trái dừa, còn đâu kê mà nó không đến eo có nghĩa là cái đầu, là hai cái chữ chúng ta phân biệt. Em toàn gọi cái từ này khó, sai nhầm với từ clapper á, em còn đọc là cocolat cho đỡ bị nhầm. À cocolat, đó là cocolat cũng được, cocolat ở bên Malaysia rất là thông dụng các bạn nhé, cocolat người ta cũng sử dụng. Hoặc là các bạn thấy như cái trái bơ đó, các bạn thấy là apricot đôi khi người ta có sử dụng đâu, apricot là tiếng Mã ta không sử dụng, ta sử dụng cái từ avocado của tiếng Anh không, đúng không nào, avocado không, người ta đâu có sử dụng apricot đâu. Một số những cái từ thì đôi khi chúng ta thay bị nhầm lẫn thì chúng ta sẽ thay bằng tiếng Anh, tiếng Anh người Mã rất là thông dụng. Còn tiếp theo là cái từ juice này, juice nó chính là nước ép đó các bạn, nước ép gì người ta cũng gọi là juice hết, ví dụ như là juice orange, juice jambu hoặc là juice tembikai, juice gì thì chúng ta thêm vào đó. Juice apple, apple này nó chính là táo, nước ép táo. Juice tembikai thì tembikai nó chính là trái dưa hấu hay là watermelon đó, watermelon là tiếng Anh, đó là tembikai watermelon thì các bạn từng nghe rồi nhưng mà người Mã ta cũng gọi như vậy, nhưng mà là tiếng Anh các bạn nhé, để tiếng Anh, còn tiếng Mã là tembikai. Jambu là chúng ta học rồi, jambu batu là trái gì nhỉ, jambu ổi. Cái smoothie thì cái smoothie này nó chính là sinh tố. Nếu mà trong tiếng Mã các bạn gặp hai cái chữ O đứng gần nhau, các bạn đọc thành chữ U cho cô nhé, hai chữ O đứng gần nhau đọc thành chữ U. Nếu mà trong cách phát âm đó, cứ hai chữ U gần nhau được học thành chữ O. Hunger, smoothie thì tất cả đấy nhé, các bạn nhìn trong menu đồ ăn thức uống đó, các bạn thấy những cái chữ nào mà nó có smoothie là các bạn biết là nó là sinh tố rồi, còn cái chữ nào mà người ta chỉ ghi là juice thôi thì nó là nước ép. Đó là cách phân biệt trong menu, khi các bạn mở cái menu ra các bạn đừng nghĩ là người Việt Nam chúng ta không biết xem menu, đúng là khi chúng ta đọc chữ rồi chúng ta sẽ biết xem. Nếu chúng ta thấy cái chữ nào mà nó ghi cái chữ juice này chúng ta biết là cái này nó chỉ là nước ép thôi, còn cái chữ nào mà nó có cái chữ smoothie này chúng ta biết là cái này nó là sinh tố. Nên các bạn để ý, các bạn sẽ biết đặt cái menu khi mà các bạn đi ra ngoài gọi đồ ăn. Đó là gọi đồ ăn nhá. Thì trong cái trang 27 này có từ nào cô đọc mà các bạn nghe chưa rõ, cần cô đọc lại không? Cô đọc thì rõ mà mấy em đọc thì không rõ. Cô sẽ mời một bạn đọc cho cả lớp nghe nhé. Các bạn nào xung phong đọc lại cho lớp mình nghe trang này, lát nó chuyển sang trang khác không nào? Em cô. Ok, mời Ngọc nào. Các bạn nghe bạn Ngọc đọc bài nhé. Nasi mi bihun bubu mi plat mi plat daging daging ayam hamburger steak spaghetti. Có hơi cái âm S đằng trước nha các bạn, có hơi cái âm xì đằng trước. Spaghetti. Chúng ta phải xì hơi đằng trước tại vì nó có chữ S này các bạn. Chúng ta không đọc thành sờ nhưng chúng ta phải có âm xì đằng trước. Ra bắt đầu mới pơ, đó là spaghetti. Xì thì không phải. Âm này là âm chìm, chúng ta không phát âm ra lưa ra hơi. Spaghetti. Tiếp. Ladu. Vegetarian. Vegetarian. Không, cái từ này chúng ta không có cái công thức đọc tại vì là từ đi mượn của tiếng Anh. Vegetarian. Học lại cô, từ này cô. Vegetarian. 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 Ikan, ketam, udang, sotong, keram, spus, polut, telur, makanan laut. Nếu không đọc được, đọc là A, nếu không đọc được A thì em đọc là A. A so. Suom. A suom. Copy openas, copy susu ice. Te tarik. Tarik.
Cô hỏi các bạn là cái từ cá rệ này nó có nghĩa là gì? Bạn nào còn nhớ, bạn nào đã từng học cái từ này trả lời cho cô nào. Cá rệ là kéo. À, kéo đó các bạn. Cá rệ chính là kéo, chúng ta học rồi mà. Cá rệ. Đi mau e. Đi mau e. Đi mau e. A sâm bôi. Tại hi hi chào e. Hi chào e. Milo e. À, si ras e. Syrup ice. Syrup ice. Body ice. Chendo. I blabba Asli. Blabber Asli. Asli là nguyên chất đấy các bạn. Asli. Asli. Root. Root. Root apple. 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 Juice. Root tembikai. Root jambu. Root thia. Root mithia. Manga mothia. À, manga mothia. Chúng ta không đọc chữ sờ đằng trước nhưng chúng ta chỉ có âm S. Đó là manga mothia. Mothia. Okay. Các bạn về nhà các bạn sẽ luyện đọc thật nhiều lần cho cô. Khi nào thuộc là thuộc như thế nào? Thuộc là các bạn không cần nhìn nghĩa tiếng Mã, biết nghĩa của tiếng Việt, không nhìn nghĩa tiếng Việt, biết nghĩa tiếng Mã thì như vậy mới là thuộc. Đó là thuộc cả đọc, thuộc cả viết cho cô. Và muốn viết được ấy thì chúng ta không còn cách nào khác. Nếu các bạn học từ vựng mà các bạn muốn viết được thì không còn cách nào khác là các bạn phải luyện viết nhiều lần. Các bạn viết, các bạn không cần biết là đúng dòng hay không đúng dòng, các bạn cứ cầm một tờ giấy nháp lên cho cô viết, ví dụ như là chữ copio, viết cho cô thật nhiều lần. Copio, copio, copio. Khi nào mà chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng biết được chữ copio, như vậy chúng ta mới thuộc. Đó là cách chúng ta luyện từ vựng. Tại vì sao cô cho một tuần học luôn là như thế? Tại vì chúng ta phải học nhiều từ vựng mà. Nếu các bạn không thuộc từ vựng các bạn sẽ không biết viết. Nên các bạn sẽ cố gắng là viết tất cả những từ vựng mà chúng ta đã học nhá. Trừ những chữ nào mà các bạn cảm thấy là chữ này em không dùng đến đâu thì chúng ta hạn chế chúng ta viết. Còn những chữ nào mà các bạn cảm thấy chúng ta sẽ dùng đến, cố gắng viết cho cô, biết cách viết, biết cách đọc cho cô nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang bên cạnh bên này, nó có một số những cái cụm từ thường dùng mà cô có chia sẻ lên đây. Đó là cô có chia sẻ lên đây, ví dụ như là makan thì cô nói rồi, makan và minum nó là ăn và uống. Khi chúng ta thêm tiếp đầu ngữ an đằng cuối câu thì nó sẽ trở thành là thức ăn và thức uống, makanan và minuman. À, rasa thì cái từ rasa này nó là cảm thấy hoặc là hương vị, vị giác. Đó là hương vị, vị giác, chúng ta đều sử dụng cái từ rasa này. Rasa. À, ví dụ như là chúng ta không đọc là ra nhé, không phải ra, là ras. Chúng ta có cái này, chúng ta đọc lối âm. À, và cái từ này nó là hương vị, vị giác và từ cảm thấy. Nó rất là nhiều nghĩa nhé các bạn nhé. Berdas. À, berdas là một cái vị cay. Người Nam thì các bạn rất thích ăn cay, đúng không nào? À, cô là người Bắc nhưng bây giờ cũng rất thích ăn cay. Tại vì cô ở bên này rất là lâu rồi. Và đôi khi là không có cay thì không ăn được. Chính là cái vị này, berdas. Bahis nó là vị đắng, đó là masam. Thì masam nó là vị chua. Cô nói lại này, masam nhớ cho cô điều này, masam là vị chua. Khi các bạn bỏ cái từ cái chữ m đằng đầu đi, các bạn đọc là asam thì nó là đồ chua. Ví dụ như em muốn ăn đồ chua thì em chỉ nói là tôi muốn xem mau makan asam thôi. Còn masam nó chính là vị chua, vị chua, vị của một món gì đó chua. Còn đồ chua ví dụ như là cái tai chua hoặc là cái me chua thì các bạn sẽ gọi chung nó là asam nhé, asam. Manis. Manis nó là vị ngọt. Masin nó là vị mặn. Thì hai cái chữ này nó cũng rất giống nhau, rất là nhầm lẫn, đúng không? Là lis và sin nó khác nhau một chút xíu thôi. Thì các bạn để ý cho cô này, chữ ma hai chữ nó giống nhau, đúng không nào? Ma giống nhau. Ma mà đến chữ n rồi, n có phải ngọt đúng không các bạn? Thì ma mà đến n này thì nó chính là vị ngọt. Còn ma mà đến chữ s thì tất nhiên nó phải là vị mặn rồi. Chúng ta phân biệt như vậy. Nó sang khơ bây giờ. À, đó là cách mà chúng ta phân biệt chữ nhé, cách mà chúng ta phân biệt chữ. Hampa nó là nhạt, vị nhạt, hoặc là đôi khi chúng ta nói là nhạt nhẽo, chúng ta cũng có thể sử dụng từ này, nhạt nhẽo chúng ta cũng có thể sử dụng từ hampa. À, Pahagian, à, thì Pahagian này nó chính là phần, còn sơ Pahagian nó là một phần. Còn cô không nói cái chữ sơ đằng trước, cô nói Pahagian thì nó chính là phần đó, phần đó, đúng nào? Ví dụ như là Pahagian Castan thì là phần từ vựng hoặc là phần gì đó thì chúng ta sẽ thêm cái từ này vào nhé. Masa. Tất cả thì là lấu, còn khi mà các bạn muốn chuyển nó thành động từ thì người ta sẽ thêm tiếp đầu ngữ m ma sạ, đó là chuyển thành động từ, đó là thì chúng ta sẽ thêm là m ma sạ. Còn không, bình thường chúng ta nói ma sạ thôi cũng được. Trong văn nói không cần sử dụng tiếp đầu ngữ, trong văn nói không cần sử dụng tiếp đầu ngữ, rất ít sử dụng tiếp đầu ngữ. Còn văn viết thì đa phần là chúng ta phải thêm. Goring
Thì goreng này là chiên hoặc là xào. Ví dụ như nasi goreng thì các bạn gọi là cơm chiên cũng được, cơm xào cũng được. Gà rán thì các bạn có thể gọi là ayam goreng, ikan goreng, đúng không các bạn? Thì đó là cái cách mà chúng ta gọi từ goreng. Măng ngu cốt thì măng ngu cốt hoặc là cu cút, đôi khi người ta sẽ gọi tắt như vậy. Nó là món hấp. Măng. À, nếu như bạn nào mà là các bạn nấu thì chắc là ở Malaysia, các bạn sống ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ từng thấy món cá hấp rồi, gà hấp rồi. Thì chính là cái món này, măng ngu cốt. Robot, robot, cô không biết là các bạn có thích ăn cái món này không. Cô thì đặc biệt, không phải là cô không biết nấu ăn đâu các bạn, nhưng mà cô thì đặc biệt thích món luộc. Cái gì cô cũng luộc. Cô thích luộc, không phải là cô không biết nấu mà cô thích luộc. Đó là thích những món luộc. Và người Bắc của cô thì đa phần luộc rất là nhiều. Nếu như các bạn thấy người Bắc đa phần người ta luộc rau. Đó là người ta rất ít nấu canh. Ví dụ như người Nam các bạn nấu canh chua, nấu canh những thứ. Nhưng người Bắc cô thì rau gì cũng cho lên luộc hết. Luộc chấm nước mắm, đúng không nào? Hoặc luộc và chúng ta hòa một chén nước mắm ngon là cái gì cũng ăn được rồi. Cái paka này thì nó có hai nghĩa các bạn nhé. Nướng cũng được, cháy cũng được. Ví dụ như các bạn nói là cái nhà nó cháy rồi, các bạn nói ôi turuma sura paka cũng được. Nhưng mà cái từ này cũng có thể sử dụng nướng, ikan paka, đúng không nào? Hoặc là cái gì mà các bạn muốn sử dụng nướng, cái từ này có hai nghĩa, nướng hoặc là cháy cũng được. Băng gang đây, băng gang vừa bạn nào nói là băng gang, không biết biết thì băng gang đây nhé. Băng gang là món quay. Băng gang là món quay. Còn ví dụ như là bạn nào mà muốn là cô ơi, em muốn học thêm những cái món mà của người Tàu, của người India, của người Mã, món ăn đặc trưng của người ta thì các bạn nhắn tin cho cô. Hoặc là cô sẽ chia sẻ lên nhóm rất là nhiều các món ăn của người Malai. Tên những món ăn của người Malai, tên những món ăn của người Tàu, bán mìn hoặc là chao củ tiếu hoặc là lassi gì đó, các bạn có thể kiếm cô. Cô sẽ chia sẻ một cái list menu món ăn nên các bạn muốn học món nào cũng được. Người Mã cũng có, món ăn của người Tàu cũng có, món ăn của người India cũng có nhé. Cô chia sẻ đi cô. Ui. À, lát ơi, trong nhóm mình có người bán đồ ăn đó, cô cũng phân cho nó học. Cô sẽ chia sẻ vào nhóm cho các bạn cái phần này, các bạn muốn học thêm cô sẽ chia sẻ vào nhóm. Bán đồ ăn đó, Xuân nó học được đó cô. Ok, các bạn sẽ chia sẻ vào nhóm. Nếu như mà từ nào mà các bạn không đọc được thì các bạn sẽ nhắn tin xuống dưới. Cô ơi, từ này em không đọc được thì cô sẽ đọc cho các bạn. Còn cô sẽ chia sẻ cái phần vào nhóm. Còn trong này thì cô sẽ chỉ chia sẻ trong phần bài giảng này thôi nhé. Cô ơi, mình cái này là cái từ kho là kêu bằng gì cô? Kho đó là ví dụ như là masa blue thì nó là cái cách chúng ta nói kho, chúng ta nấu thật là kỹ, đó là nấu thật kỹ chúng ta nói là masa blue. Hoặc là ví dụ như là masa blue hoặc là masa lammer, chúng ta không có cái từ kho tại vì trong cái ngôn từ của tiếng Mã người ta không sử dụng món kho, không sử dụng món kho. Nhưng mà các bạn muốn nói chín kỹ chín nhừ thì các bạn sử dụng như vậy người ta vẫn hiểu nhé. Chứ còn người Mã có khi nào mà bạn nghe món gì trở thành món kho không các bạn? Người ta chỉ có không có món kho, đó là ngôn từ của Việt Nam. Tại lũ đó cô, lũ đó, lũ da đó cô, lũ. Lũ đó à? Lũ là món của người Tàu, đó là món người Tàu. Mã người ta không có lũ các bạn nhé, người lũ là món của người Tàu. Nên là cái ngôn từ của Việt Nam chúng ta thì chúng ta chuyển sang. Nhưng mà khi các bạn muốn nói là nấu kỹ, nấu chín, nấu tái hoặc là nấu kiểu gì thì các bạn sẽ chia sẻ cái cách nấu của cái món đó. Còn đúng chính xác của cái từ đó thì nó sẽ không có từ để gọi nhé. Masa blue hoặc là masa lamersky hoặc là say mau masa mà chăm ini mà chăm itu, chúng ta sẽ phân biệt chia sẻ như vậy thôi chứ nó không có từ đặc biệt. Nó là không có từ đặc biệt dành cho cái món đó vì nó không phải là món của Mã Lai. Đấy chưa nào? Ok, cái từ sơ ga này thì chúng ta dùng cho rất nhiều chữ. Ví dụ, sayo sơ ga thì nó sẽ trở thành cái gì các bạn? Sống. Rau tươi. Rau tươi đó. Ví dụ như là daging sơ ga thì là thịt tươi. Hoặc là các bạn thấy một cái quán người ta ghi là di sini ada yua ikan sơ ga là bán cái gì các bạn? Cá tươi. Và người ta biết là di sini ada yua ayam sơ ga thì nó chính là ở đây. Cá tươi. Thì cái từ này nó sử dụng cho rau cỏ động vật đều được nhé các bạn nhé. Suga. Đó. Thì đây là tất cả những cái cụm từ mà thường dùng trong món ăn thức uống cô chia sẻ đến đây. Tối thiểu các bạn thuộc những cái từ bên ngoài thì cô không nói, nhưng mà tối thiểu trong sách này cô cho từ nào thì cố gắng thuộc hết từ đó nhé. Thuộc hết từ đó. Còn các món ăn theo như yêu cầu nguyện vọng của Ngọc, lát nữa cô sẽ chia sẻ vào nhóm sau buổi học cô sẽ chia sẻ. Cô sẽ chia sẻ vào nhóm. Thì hôm nay cô có chia sẻ thêm, cô sẽ chia sẻ thêm một cái phần sử dụng cái phó từ ca. Cái phó từ ca này, đó nè, phó từ ca bên dưới này các bạn thấy nó có cái từ ca này, chúng ta sẽ gọi là phó từ ca, đúng không ạ? Terangan. Thì terangan nó chính là cái phó từ ca. Cái phó từ ca này thì chúng ta sử dụng như thế nào? Ví dụ như là cái đại từ nghi vấn, đúng không ạ? Đại từ nghi vấn của chúng ta thì gồm những từ nào? Ví dụ như upper, nghi vấn nó là câu hỏi đấy các bạn, như upper này, siapper.
Brapper hoặc là biller, maler, mừng upper thì đó chính là những cái đại từ nghi vấn. Đại từ nghi vấn thì chúng ta sử dụng cái phó từ ca khi nào? Chúng ta muốn sử dụng phó từ ca thì chúng ta sẽ đặt cái từ nghi vấn đó ở đầu câu và thêm cái phó từ ca vào. Ví dụ cô nói thì nó dài dòng như vậy thôi, nhưng mà khi mà cô cho cái ví dụ thì các bạn sẽ thấy, ví dụ như cái cụm từ này, câu thứ 3 của phần bài tập, các bạn nhìn lên bảng cái câu thứ 3 này. Ví dụ như cái câu này cô sử dụng câu đầu này, ví dụ như là awa suka makanapa. Awa suka makanapa. Bây giờ cô muốn sử dụng phó từ ka thì cô sẽ hỏi như thế nào? Cô sẽ nói là upper ka. Cô sẽ chuyển cái đại từ nghi vấn upper này lên và cô sẽ để ở đầu. Cô sẽ viết như thế này các bạn nhé. Ví dụ cái câu đầu này cô sẽ chuyển lên như thế này. Cô lấy ví dụ thì các bạn sẽ hiểu ngay, còn cô không lấy ví dụ thì các bạn sẽ thấy cô nói nó bị mông mông. Nhưng mà khi cô lấy cô ví dụ thì cô sẽ để cái upper này. Upper này chúng ta gọi là cái gì? Chúng ta gọi là đại từ nghi vấn các bạn nhé. Và đại từ nghi vấn này thì chúng ta sẽ thêm cái đuôi ca này vào. Cái phó từ ca này chúng ta sẽ thêm vào như thế này. Cái từ đầu này chúng ta phải chuyển nó thành chữ hoa nhé. Chuyển thành chữ hoa như thế này. Upper ca. Upper ca awa. Chúng ta để chủ ngữ tiếp theo. Awa. Suka. Makan. Đó. Đó là khi mà chúng ta sử dụng phó từ ka thì hai câu này là một nghĩa, hai câu là một nghĩa. Awa suka makan upper hoặc là upper ka awa suka makan, hai câu là một nghĩa. Khi chúng ta muốn sử dụng phó từ ka thì chúng ta sử dụng cách nào? Chúng ta chuyển nó lên đầu câu, đặt sau đại từ nghi vấn, nhớ chưa nào? Đặt sau đại từ nghi vấn. Đặt sau đại từ nghi vấn thì đại từ nghi vấn nó gồm những từ nào? Ví dụ như là upper, siapper, proper, biller, maler, mừng upper, bagai maner thì đó là những cái đại từ nghi vấn. Hoặc là một số những cái từ chúng ta cũng có thể sử dụng, ví dụ như là bole, chúng ta chuyển thành boleka thôi. Ví dụ như cái câu boleka awa makan bedak, cái câu này nhé, boleka này, cô đang chỉ cái con chuột các bạn nhìn nhé, boleka awa makan bedak, bạn có thể ăn cay không? Bây giờ cô chuyển thành phó từ ka thì cô sẽ hỏi như thế này, boleka awa makan bedak, đúng không các bạn? Hiểu chỗ này chưa? Các bạn nào không hiểu chỗ này để cô giải thích lại. Em... hiểu chưa nào? Hiểu không? Ok, bây giờ để hiểu thì chúng ta phải lấy ví dụ chúng ta mới hiểu. Bây giờ cái câu này awa suka minumapper, một bạn chuyển cho cô thành câu với phó từ ka nào. Upper can awa suka minum. Upper ka awa suka minum. Đúng rồi, upper ka suka minum. Đó, cô sẽ viết ra đây để cho các bạn dễ hình dung nhé. Một số các bạn mới các bạn dễ hình dung. Cô sẽ viết xuống bên dưới này, nếu mà câu thứ hai cô muốn chuyển với phó từ ka thì cô sẽ ghi như thế này. Đó nào. Chúng ta để cái từ đại từ nghi vấn lên đây. Cái này gọi là đại từ nghi vấn, chúng ta thêm cái từ ka này vào đây. Sau đó chúng ta đặt đến cái gì? Chủ ngữ đúng không nào? Chủ ngữ awa. Awa, sau đó chúng ta sẽ hỏi đến cái từ suka này, đúng không nào? Suka là thích, hỏi bạn đó thích uống cái gì? Suka. Và chúng ta để cái từ minum ở đây. Khi minum ở đây chúng ta đánh cái dấu hỏi là xong rồi đó. Đó, nhớ chưa nào? Thì đó chính là cái khi mà chúng ta sử dụng phó từ ka. Đến câu thứ 3 nào. Bây giờ cô hỏi là boleka awa makan bedak. Bây giờ không sử dụng boleka mà cô muốn các bạn sử dụng boleta nào. Boleta nào. Nếu cái câu này boleka awa makan bedak, bây giờ cô sử dụng boleta thì cô sẽ sử dụng như thế này các bạn này. Cô sử dụng boleta thì cô bắt buộc phải để chữ tạ cuối câu. Lấy vào boleta thì cô sẽ nói như này, cô sẽ viết hai câu nhé. Cô viết sang đây cho các bạn nhìn rõ này. Cô viết sang bên này cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Hai câu chúng ta đều giống nghĩa nhau. Ví dụ boleta. Câu đầu tiên cô sẽ sử dụng boleka awa makan bedak. Không, cái này đã có phó từ ka rồi thì có thêm tạ nữa không các bạn? Không. Đó, có phó từ ka rồi thêm tạ làm gì đó nào? Khi mà chúng ta không sử dụng phó từ ka, chúng ta mới thêm tạ thì chúng ta để cái chủ ngữ ở đầu câu luôn, awa. Chúng ta để chủ ngữ đầu luôn, awa. Awa. Chúng ta sử dụng bole vào đây, không có phó từ ka, chúng ta sử dụng bole tạ đó nào, bole. Makan. Bole makan bedak tạ. Đó là hai câu nó giống nghĩa nhau đó các bạn. Và chúng ta bắt buộc phải để cái chữ tạ cuối câu, nếu chúng ta không sử dụng phó từ ka thì chúng ta phải để chữ tạ đúng không nào? Đó, các bạn muốn mà các bạn sợ các bạn không hiểu thì các bạn sẽ ghi hai cái ví dụ này vào.
ghi hai ví dụ này vào. Khi mà ghi vào rồi về nhà chúng ta sẽ xem lại và chúng ta sẽ thấy là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng câu chúng ta sẽ sử dụng như vậy nhá, sử dụng như vậy. Khi mà sử dụng boleka thì không cần thêm chữ tạ cuối câu, đặt ở sau đại từ nghi vấn và để sau đứng trước chủ ngữ. Còn khi chúng ta không sử dụng phó từ ca thì chúng ta phải đặt chủ ngữ lên đầu và chúng ta phải đặt chữ tạ cuối câu. Đó là cách sử dụng phó từ ca và không sử dụng. Hai cái đều giống nghĩa nhau. Hai cái này đều nghĩa như nhau. Nghĩa là gì nào các bạn? Câu hỏi nghi vấn. Câu hỏi nghi vấn và câu này nó có nghĩa là gì cho cái tiếng Việt? Bạn có thể ăn được đồ bạn có ăn được cay không? Bạn có ăn được cay không? Đơn giản như vậy thôi. Đó là bạn có ăn được cay không? Đó, hai câu chung một nghĩa. Là cái phần này cô chia sẻ ở dưới này để khi mà các bạn sau này các bạn gặp phải cái phó từ ca các bạn sẽ không thắc mắc, đó là các bạn sẽ hỏi là ủa sao cái câu này em chưa thấy, nhưng mà từ tình huống này đi thì cô đã chia sẻ rồi, sau này các bạn gặp phải các bạn sẽ không thấy nó lạ lẫm với các bạn nữa. Ok, câu thứ tư này cô đọc tiếp theo luôn này, ví dụ như là bagi saya semangkuk nasi. Khi mà các bạn nói bagi saya semangkuk nasi thì mangkuk này nó chính là cái bát, đó là mangkuk là cái bát, nasi là cơm, cho tôi thêm một bát cơm. Và người Mã Lai thì người Tàu cũng vậy, người Mã cũng vậy, người ta ăn uống rất là tiết kiệm. Tiết kiệm không phải là người ta tiết kiệm, nó không phải là với cái từ mà các bạn hà tiện thì nó khác các bạn nhé, tiết kiệm là khác, đúng không nào? Nasi besa thì thêm nasi besa, nasi kecil thì nasi kecil, đúng không nào? Bát cơm to bát cơm nhỏ là chúng ta ăn bao nhiêu thì gọi chúng đó, chúng ta không ăn thừa. Không ăn thừa, không bỏ. Sotong ini masak sangat pedas. Cái món mực này nó xào cay quá. Đó là sangat. Thì cái từ sangat này nó bằng với cái từ gì các bạn còn nhớ không? Cô có từng chia sẻ không? Sangat là nhiều. Nhiều và nó có cái từ gì đồng nghĩa với nó? Các bạn có từng nhớ không nào? Bá nhạ. Đó là bá nhạ và cái từ san ngạn này, hai từ nó đồng nghĩa nhau, các bạn có thể sử dụng tương đương nghĩa nhau, không có gì phân biệt nhé. San ngạn và bá nhạ là hai cụm từ chúng ta có thể dùng tương đương nghĩa. San ngạn của đạn. Udang goreng ini san ngạn sedap. Thì sedap này là ngon. Đó là sedap, ngon. Sedap này các bạn không phải xe đạp nha, xe đạp đó không phải nha. Xe đạp là S, đó không nào, còn cái này là S nhé. Tiên em học bồi là em đọc là xe đạp á. Xe đạp nó khác các bạn nhé, xe đạp là ếch mà ếch này đâu nào, có cái này là sơ đáp. Nhưng mà mỗi khi mà các bạn nghe thấy xe đạp đó, các bạn nói tôi biết rồi, nếu như món nào mà nó xe đạp có nghĩa là món nó ngon, món nào không xe đạp là nó không có ngon đó các bạn, đó là nhớ cho cô từ này nhé, không phải xe đạp đâu, sơ đáp đó nào. Đó là cái phương pháp hình dung liên tưởng là khi cái từ nào nó khó nhớ quá chúng ta hình dung tới một cái điều gì đó chúng ta sẽ dễ nhớ hơn, đúng không các bạn? Có bạn học sinh của cô rất là dễ thương, bạn ở trên Zoho đó, cô vẫn nhớ mãi luôn. Khi bạn học cái trái dưa các bạn, nó là timun, và các bạn ấy không hiểu, không nhớ được. Quả gì cũng nhớ, nhưng mà riêng timun bạn không nhớ được, học đi học lại không nhớ. Bạn nên liên tưởng đến cái gì các bạn biết không? Liên tưởng tên chồng bạn ấy. Tên của chồng bạn là Timo, và quả dưa là timun. Và mỗi lần mà nhớ đến quả dưa là nhớ tới chồng. Đó là nhớ tới chồng, là các bạn sẽ nhớ ra cái từ đó. Nên là các bạn hình dung liên tưởng đó là. Thì các bạn hình dung đi, cái món nào mà ngon thì chúng ta nói ngon là xe đạp đó, đúng không nào? Còn không ngon thì nó không xe đạp rồi, không ngon là tạo xe đạp. Còn ngon là sơ đáp. Ikan kukut thì kukut này cô nói rồi, nó là từ viết tắt của từ măng ngu cốt. Rasa macamana, cái món cá hấp này có hương vị như thế nào? Rasa macamana. Ví dụ như bây giờ em nấu một nồi canh chua, đó là súp asam, kasi saya makan. Thì em có thể hỏi cô là awak tengok ini súp rasa macamana. Cô xem là cái món này nó hương vị như thế nào. Hoặc là cái vị chua, ví dụ như là itu masam sudah cukup tak, cái vị chua đã đủ chưa. Thì các bạn có thể hỏi cái người như vậy. Như các bạn nấu với chồng các bạn ăn, các bạn hỏi là awak rasa ini macamana, đó là anh thử xem nó như thế nào, hay là anh cảm thấy cái hương vị nó như thế nào. Chúng ta có thể nói như vậy nhé. Ok, đây là cái phần bài tập này thì cô đã chia sẻ rồi. Về nhà, cái phần này các bạn này, về nhà nhá. Cái này cô đã viết vào rồi, nhưng về nhà nhớ lặp đi lặp lại, nó cho rất nhiều từ này. Ví dụ boleka, awa, makan, berda. Thì tiếp theo các bạn đặt câu này, boleka, awa, makan, masam. Boleka, awa, makan, malis, masin, hampa. Các bạn thay đổi từ và cho nó quen. Và những cái từ này thì từ câu thứ 4 trở đi thì chúng ta, ví dụ như chúng ta thay đổi món, chúng ta thêm và chúng ta tự nói chuyện ở trên đó. Chúng ta nói chuyện trên nhóm mỗi ngày chúng ta thuộc nhé. Còn cái phần trên này thì ví dụ như bây giờ cô hỏi là em thích ăn món, các bạn có món gì đặc biệt không? Ví dụ như con của cô thì cô nói là bạn ấy thích ăn mì Ý rồi, các bạn có món gì đặc biệt để các bạn nói không?
nasi lemak. Ah, saya suka makan nasi lemak. Awak suka minum apa? Minum jus apple. Ah, jus apple. Đúng nào? Thì đó là cái cách mà các bạn trả lời đó các bạn. Thì khi mà ai được hỏi là bạn thích ăn một cái gì, thích uống cái gì, ai cũng có món đặc biệt. Các bạn cô thì không có món đặc biệt, nhưng cô thấy bạn của cô một số người thích copy o này, một số người thì thích copy tamba bán nhạc su su này, đúng nào? Hoặc là chúng ta thích những cái món gì đặc biệt, đó là thích món gì đặc biệt thì chúng ta có thể ghi vào nhé. Ok, cái phần này cô sẽ xóa đi, cô đã biết từ lấy rồi, cô sẽ xóa đi nhé. Cô sẽ chia sẻ sang cái phần bài hội thoại. Bài hội thoại các bạn sẽ mở sách trang 26 nhé, cô sẽ chia sẻ phần hội thoại. Nikodai Makanan thì cái nhân vật đầu tiên chúng ta tiếp xúc là Rebecca. Thì Rebecca đó là một nhân vật chúng ta sẽ gặp suốt trong cái quá trình giáo trình chúng ta học. Và nhân vật thứ hai là Playan. Thì Playan này là cái anh bồi bàn các bạn. Playan là đại diện cho anh bồi bàn. Còn nếu như mà phụ nữ bồi bàn các bạn không được gọi là Playan đâu nghe. Cái Playan là không phải Playan Wanita là phụ nữ, nhưng mà chúng ta không gọi như vậy. Như chúng ta thấy con trai thì chúng ta gọi là A Băng. Ví dụ như bây giờ các bạn gặp anh Hải này thì chúng ta gọi là A Băng là được rồi, đúng không nào? Hoặc là nếu như mà các bạn nhỏ tuổi quá, các bạn mới khoảng độ 20 tuổi thôi mà anh ấy tầm tuổi đó, thì các bạn có thể gọi là chị, đúng không nào? Chị có nghĩa là chú cũng được, đúng không nào? Thì tùy, đó là cái cách mà chúng ta gọi. Chúng ta không cần gọi là Playan hay là Playan Wanita thì không cần thiết. Anh bồi bàn không cần nhìn thì gọi ta là bồi bàn, đúng không nào? Chúng ta có thể gọi là anh, là chị hoặc là bạn cũng được. Bạn, anh, chị. Thế là cách chúng ta gọi trong cuộc sống hàng ngày. Playan, Mezer, Ini. Thì Mezer đây là cái bàn nhé. Bạn nào chưa học thì ghi vào, còn bạn nào học rồi thì bỏ qua. Mezer là cái bàn. Mezer, Ini, cái bàn này. Suda các bạn học chưa các bạn? Học rồi không? Học rồi, đúng là Suda. Bạn nào chưa học thì ghi vào. Nó có nghĩa là rồi. Cái chuyện gì đã xảy ra rồi thì nó sử dụng là Suda. Giống như nói là say Suda Kawin, tôi đã kết hôn rồi. Thì cái từ Suda này, nếu như bạn nào chưa học thì ghi vào. Other là có. Orang là người rồi. Dudu là ngồi. Cơ, bloom, cơ là trợ từ không cần tính cho nó. Bloom là chưa. Playan, Mezer, Ini, Suda, De, Orang, Dudu, cơ, bloom. Cái bàn này nó đã có người ngồi chưa? Bloom, chưa. Bloom này là chưa nhé. Kamu ada berapa orang? Thì chúng ta có cái từ berapa này. Các bạn nhớ cho cô này. Đại từ nghi vấn nó có upper là cái gì? Berapa nó là mấy hoặc là bao nhiêu các bạn nhé. Mấy cũng được, bao nhiêu cũng được. Kamu ada berapa orang? Các bạn có mấy người? Ada tiga orang, có ba người. Kamu nạ makan apa? Thì cô nói thêm về cái từ nạ này. Từ nạ đó là từ viết tắt của từ hendak. Và hendak thì chúng ta rất ít khi sử dụng từ hendak đầy đủ. Chúng ta toàn sử dụng cái từ nạ này thôi. Nạ là muốn, nó bằng nghĩa với từ mau, mahu. Ingin, nó bằng nghĩa với nhau. Chúng ta đều sử dụng giống như nhau. Nạ, nạ makan apa, mau makan apa, đều được nhá. Saya nak makan nasi lemak, tôi muốn ăn cơm, đó là ăn cơm nước cốt dừa đó, món cơm của người Manai đó. Saya nak nasi goreng kampung, tôi muốn ăn cái món cơm chiên miền quê, nasi goreng kampung. Saya nak mi goreng makanan laut, tôi muốn ăn món mì xào hải sản. Nhung, boleh makan beras tak? Nhung, bạn có thể ăn cay không? Đó nào, ví dụ như ạ, boleh makan beras tak? Đây người ta đặt cái chủ ngữ là bạn Nhung. Hỏi trực tiếp tên luôn. Ví dụ như cô hỏi Hồng Phiến, cô nói Hồng Phiến đâu ạ, bole makan beras ta, em có thể ăn cay không? Thì cái từ này nó thay cho chủ ngữ nhé, thay cho từ đâu ạ. Kita là chúng ta. Kita nạ mơ mơ san makan nạ à. Kita nạ mơ mơ san makanan lagi kari kepala ikan. Nhớ cho cô cái từ này, kepala. Kepala và kelapa nó khác nhau ở chỗ nào? Cô sẽ viết ở đây cho các bạn phân biệt. Các bạn sẽ thấy hai cái từ nó khác nhau ở chỗ nào nhé. Cô nói rồi, đó không nào? Cơ mà đến eo, đó không nào? Cơ mà đến eo thì có phải là quả dừa đúng không các bạn? Mà cơ mà không đến eo thì là cái đầu. Đó là hai cái từ nó khác nhau hoàn toàn. Đó không nào? Kelapa và kepala. Một cái là cái đầu, một cái là trái dừa. Hai cái nó khác nhau nhé. Kita mơ mơ san thì mơ mơ san nó chính là order đó. Order. Order này, makanan lagi, muốn gọi cái món ăn nữa, lagi là nữa, đó là hơn hoặc nữa. Kari, món kari có bạn nào không biết món kari không nào? Biết đó à, kari. Kari kepala ikan, kepala là đầu, ikan là cá, cái món kari đầu cá. Sang bên này. À, boleh là
bole la thì la này nó chính là cái đuôi cảm thán, đó là đuôi cảm thán thôi. Na à, bole la đó là bole la là chúng ta giống như là đó, bole la thì nó là cái đuôi cảm thán thôi, được chứ? Upper ai ra yang kita là minum thì cái từ kita à, cái từ yang này là cái trợ từ, cái từ thay thế thôi, nó có thể thay thế cho bất cứ một cái vấn đề gì. Ví dụ như bây giờ cô đang nói về cái vấn đề này, cô không muốn nhắc lại nữa thì cô sẽ hỏi, cô sẽ thay cái từ yang này vào, thì từ yang nó chính là từ thay thế nhá. Ví dụ cô đang nói chuyện về cái điện thoại này, cô đang nói chuyện về cái điện thoại này thì cô lại nói là à, cô và bạn bạn Sam bạn đang nói chuyện về cái điện thoại này, thì cái điện thoại này cô đang nói rồi nhưng mà câu sau cô không muốn nói về cái điện thoại nữa, cô sẽ nói là yang ini bagus là, có nghĩa là cái này nó rất là tốt này, thì có nghĩa là từ yang nó là trợ từ, nó là từ mà chúng ta thay đổi cho bất cứ một từ nào nhá, bất cứ một cái nghĩa của từ nào. Chúng ta đang nói chuyện về cái gì chúng ta sử dụng từ yang là chúng ta đang thay thế cho cái đó, đó là cái nghĩa sử dụng từ yang. Apa ai yang kita nak minum, chúng ta muốn uống cái gì nhỉ? Saya nak minum air kelapa, tôi muốn uống nước dừa. Saya nak air limau ais, tôi muốn uống đá. Saya nak juice orange, tôi muốn uống nước ép cam. Baiklah. Sila tunggu sekejap, thì tunggu là chờ đợi rồi, sila là vui lòng các bạn nhé, từ sila là vui lòng, tunggu là chờ đợi. Sekejap hoặc là saat lagi thì nó chính là cái từ một chút, một lát, một xíu nhé. Sekejap hoặc là sebenta cũng vậy, sau này chúng ta sẽ học sebenta. Sebenta, sekejap, saat lagi nó đều một chút, một nghĩa, một chút, một xíu, một lát. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài hội thoại này, đọc xong cái bài hội thoại này thì chúng ta sẽ giao tiếp thực tế luôn, nói chuyện thực tế luôn, để chúng ta sẽ gọi đồ ăn thức uống, xem là cái quán của bạn nào sẽ, bạn nào bán đồ ăn thì bạn sẽ là người bán đồ ăn, bạn nào không bán chúng ta sẽ là người mua luôn. Ok, cô mời các bạn đọc bài lần lượt nhá, đọc các bài lần lượt nào. Bạn nào mà không tiện đọc bài thì chúng ta tự giơ tay, còn bạn nào không giơ tay thì cô sẽ gọi lần lượt tất cả các bạn đều phải đọc nhé. Cô mời bạn Phiến và bạn Sam nào. Hồng Phiến nè, Sam Sam, mời hai bạn đọc bài nè. Bạn nào không tiện đọc bài thì chúng ta tự giơ tay lên. Các bạn nhìn thấy bạn Jenny, bạn giơ tay đó nào. Các bạn có thể giơ tay như bạn Jenny thì cô sẽ không gọi các bạn đọc. Còn bạn nào mà muốn đọc thì chúng ta sẽ... Chị đọc trước rồi ạ. Belayan, saya ini sudah ada orang duduk ke belum. Belum, kamu ada berapa orang? Ada 3 orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak mi goreng makanan laut. Nyung, boleh makan pedas tak? Kita nak memesan makan nasi kari kepala ikan. Boleh lah. Apa air yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau as. Saya nak jus orange. Baiklah, sila tunggu sekejap. Ok. Các bạn nhé, mỗi khi các bạn đọc xong, các bạn vỗ tay các bạn nhé. Cô mời bạn Ngọc và bạn Kelly nào, mời hai bạn đọc bài nào. Các bạn khác chưa đến lượt mình thì chúng ta chú ý nhé, từ nào chúng ta chưa nghe thấy, chưa rõ thì chúng ta sẽ nghe các bạn. Bạn đọc trước đi bạn, mình đọc sau. Belajar kerja ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum. Sorry. Kelly đọc meza em nhé, meza. Meza. Belum kamu ada berapa orang? Ada 3 orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak mi goreng makanan laut. Nyung boleh makan pedas tak? Kita nak memesan makanan lagi kari kepala ikan. Boleh lah. Apa yang kita nak minum? Saya nak minum air
kelapa. Saya nak limau ek. Saya nak orange. Yus orange. Baiklah, sila tunggu sekejap. Okay. Rồi hoa nào đúng em? Tuyết hoa đúng em? Tuyết hoa đọc bài cùng với Bích Ngọc nè. Pelayang Maya ini sudah ada orang tuju ke pelem. Duduk. Chữ giờ chuyển thành chữ đỏ em nhé, nhớ cho cô. Giờ chuyển thành chữ đỏ. Duduk. Belum ka mau ada berapa orang? Ada 3 orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak mie goreng. Makan nak laut. Nhung boleh makan bedak tak? Kita nak memesan makanan lagi kari kepala ikan. Boleh tak? Apa air yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau as. Saya nak sus orange. Baiklah, sila tunggu sekejap. Oke, okay. Về nhà đọc thêm nhiều lần cho cô nữa nhé. Cô mời bạn Hoa nào, Hoa đọc được bài cho em. Hoa và Châu nào. Đọc đi sai thì nào cô sửa nhé. Mở mic ra. Hai bạn cùng mở mic ra. Em đọc mê lung lắm. Hoa bao giờ nghiên nớp lên run đúng không nào? Dạ. Bữa trước không mấy buổi đâu đúng không nào? Dạ. Ok, bắt em đầu đọc. Hai bạn. Em đọc trước hả cô? Ok, mời em. Belayang merah ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum kamu ada berapa orang? Ada 3 orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nasi goreng kampung. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak si goreng kampung. Oke. Saya nak mie goreng makanan laut. Nhung boleh makan bơ đá tạc. Bơ đá, chữ này có dấu chữ S, chúng ta thêm dấu sắc, đọc dấu sắc cho cô nhé. Bơ đá tạc. Bơ đá tạc. Kita nak memesan makanan lagi kami kepala ikan. Makanan lagi kari kepala ikan. Boleh lah. Apa hai? Ya, kita nak minum. Saya nak minum air kelapa. Saya nak air lima ice. Saya nak jus orange. Baiklah, sila. Tunggu ke sekejap.
Sila tunggu sekejap. Đó nè. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Về luyện thêm một vài lần nữa là ok rồi. Cô ơi, bạn Hân nè. Hân đọc bài cùng với lại bạn Loan nè. Bích Loan đọc bài cùng với Hân nhé. Dạ. Yeah. Em đọc trước hai con. Ok, mời em. Belayang meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum kamu ada berapa orang? Ada tiga orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi orang kampung. Saya nak mi goreng makanan laut. Nyung boleh makan pedas tak? Kita nak memesan makanan lagi kari ke belah. Ikan. Ke belah ikan. Ke belah ikan. Ikan boleh lah. Apa as yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak as limau as. Saya nak jus oren. Baiklah, sila tunggu sekejap. Sekejap. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời bạn Linh nè. Linh nè, còn bạn nào nữa nè? Linh đọc bài cùng với mời anh Hải nè. Anh Hải đọc bài cùng bạn Linh nè. Đọc con. Ok. Pelayan meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum, kamu ada berapa orang? Ada tiga orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi oren kampung. Goreng. Saya nak mie goreng makanan laut. Nyung boleh makan pedas tak? Kita nak memesan makanan lagi kari kepala ikan. Boleh lah. Apa air yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau ais. Saya nak sup oreng. Baiklah. Sila tunggu sekejap. Cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời bạn Liễu là Karen đọc bài cùng với bạn Xuân nào. Xuân đọc bài được không em? Dạ để em thử. Ok, đọc đi sai thì nào cô sửa. Em đọc Rebecca. Ok, mời em nào. Chúng ta không có nhân vật tại vì chúng ta có nhiều nhân vật nên cứ bạn câu trên, bạn câu dưới nhé. Pelayan meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum, kamu ada berapa orang? Ada tiga orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak mie goreng makanan laut. Nyung boleh makan pedas tak? Kita nak mập. Mơ mơ san makanan lagi kari kepala ikan. Rất là tốt mà, đúng không? Boleh là. Apa ai yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau ai. Saya nak jus oreng. Bala, sila tunggu sekejap. Sekejap. Hay quá Phương ơi. Rất là tốt mà, cô không biết. Xinh giỏi quá.
Không biết là Sơn vào buổi đầu tiên luôn đấy, đúng không nào? Sơn chưa học bao giờ mà Sơn đọc rất là dứt khoát luôn. Cô mời bạn XY nào. XY đọc bài cùng với Trương Loan, có tiện đọc bài không? Trương Loan nào. XY đọc được không em? Dạ. Ok, mời hai bạn. Belayan Maya ini suda ada orang duduk ke belum? Belum. Kamu ada berapa orang? Ada tiga orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak min goreng makan an laut. Makan nan nhé, makan nan. Nhớ cho các bạn nào đọc là an thì sửa. Makan nan laut. Makan nan laut. Nhung boleh makan pedas tak? Kita nak memasan makanan lagi kari kepala ikan. Boleh lah. Apa air yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau ais. Saya nak jus orange. Baiklah, sila tunggu sekejap. Xuất sắc luôn, đúng không nào? Ai nói hay bạn? Quá gì ơi. Ai nói em là học sinh mới, đúng không nào? Cô mời hay hơn em nữa cô. Đúng rồi, hay hơn em là chính xác, là vì bạn mới học, hay hơn Ngọc là chính xác, đúng không nào? Cô ấy biết đọc thôi nhưng mà không biết viết. Từ từ em phải luyện từ, đúng là em biết đọc có nghĩa là em đã học rất là nhanh rồi đó. Cô mời Jenna nào, Jenna và đọc bài cùng với Trinh này em. À, Trinh cũng là bạn mới luôn, đúng không nào? Trinh cũng mới đổi cho bạn Kim Hoa gì đó, mới học, đúng không nào? Trinh. Belajar meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Trinh ơi. Trinh có đây không em? Ok, bạn đi đâu mất rồi, đúng không nào? Trong lớp mới ai cũng giỏi hết đấy cô, có anh em cho học hoài em không biết gì hết. Hòa là tiến bộ rất là nhiều rồi, tự tin lên nhá. Bạn Trinh, bạn ấy không có đây rồi. Ok, Jenna nhá, Jenna thì từng đọc bài rồi nên là Jenna có thể là đọc hết cả bài cho cả lớp nghe được không? Jenna giọng cô rất thích nghe này, mời các bạn nghe bạn Jenna đọc một lần nhé. Belayan meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum. Kamu ada berapa orang? Ada tiga orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi goreng kampung. Saya nak mi goreng makanan laut. Nyung boleh makan pedas tak? Kita nak memesan makanan lagi kari kepala ikan. Bolehlah. Apa air yang kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau ais. Saya nak jus orange. Baiklah, sila tunggu sekejap. Sắc, đúng nào, rất là tốt nhá. Thì đây là cái bài học về đồ ăn thức uống. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ học cái cách mà khi chúng ta vào một quán ăn, chúng ta muốn gọi đồ ăn thức uống như thế nào, hoặc là chúng ta hỏi về sở thích món ăn. Thì ngày mai chúng ta luyện tập với nhau ở trên nhóm, chúng ta cứ nói đi nói lại awa mau maka apa, và chúng ta liệt kê ra cái món chúng ta tưởng tượng đây là cái quán chúng ta đang vào. Và cái ví dụ như chúng ta tưởng tượng nào, đây là cái quán đang muốn gọi cái món này, gọi món kia, chúng ta có yêu cầu như thế nào, và chúng ta sẽ nói đi nói lại cái bài này thật là nhiều lần để chúng ta quen. Được không nào? À, hôm sau kiểm tra bài cũ thì cô sẽ hỏi là awa suka makan apa, hoặc là cô sẽ là người bán hàng, cô sẽ hỏi là awa mau makan apa, và khi mà em order thì cô sẽ hỏi một số các vấn đề, và các bạn sẽ tập những cái tình huống đó trong vòng một tuần cho cô. Trong vòng một tuần chúng ta cứ tập đi tập lại. Chúng ta ví dụ như cho bà người quán, người ta hỏi là awa mau berdas tạ, awa mau tamba gula tạ, hoặc là ví dụ như là em có muốn ăn cay thêm không, hoặc là bạn có ăn được cay không, hoặc là ví dụ như là bạn có muốn thêm đường không khi mà gọi uống, hoặc là bạn có muốn giảm đường không, thì cái đó là cái mà người bán hàng hoặc là cái người ta order, người ta sẽ hỏi các bạn thêm. Thì cái đó chúng ta chú ý, chúng ta sẽ luyện tập với nhau trong nhóm mỗi ngày. Khi các bạn ngày thì các bạn sẽ phát hiện ra là chúng ta cần phải nói những gì. Cái này chúng ta sẽ luyện tập trên nhóm nhé. Và có gì mà các bạn không giải quyết được thì các bạn tag cái tên cô vào. Nhớ là trong khi nói chuyện có cái vấn đề gì không giải quyết được thì tag cái tên và ấn bấm chữ A còng. Tag cái tên và cô sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Còn các bạn mà giải quyết được thì cô sẽ không tham gia nhé. Cô sẽ không tham gia.
Cô sao nói nhanh nhanh đọc, em nghe không hiểu cô, mà nói từ từ em nghe, từ từ em hiểu, mà nói nhanh quá làm khó nghe quá cô. Hiện tại bây giờ thì em đã khá hơn lúc mà em mới đầu rồi, được không nào? Lúc mới đầu thì em chưa cả đọc được nữa cơ, nhưng bây giờ em đã đọc và em nghe được rồi thì có nghĩa là chúng ta cần phải có thời gian nhé, cần thời gian chúng ta sẽ cố gắng lên. Ví dụ như là em nghe dần dần, ví dụ như bây giờ cô hỏi là em tên là gì, em bao nhiêu tuổi thì cô nói nhanh cỡ nào em cũng nghe được rồi đúng không? Mà cô giống như là giống như mấy cái bài mà mới, giống như bài ngày tháng mà cô mà nói nhanh là em sắp chữ không ra luôn. Tại vì em chưa thuộc bài. Em chưa thuộc bài thì em sẽ chưa thuộc được. Ví dụ như khi là em thật là thuộc rồi, em thuộc giống như là bài hỏi tên tuổi ấy, thì cô hỏi nhanh cỡ là em cũng nghe được là do em thuộc. Còn em không thuộc thì người khác nói nhanh em sẽ không hiểu. Còn em thuộc rồi thì ai nói nhanh cỡ là em cũng nghe được. Ví dụ bây giờ cô hỏi là em tên là gì, em bao nhiêu tuổi, em đến từ đâu, cái này nó đơn giản quá thì em nghe em đã hiểu rồi. Còn cái bài mà một ngày em nói em chưa thuộc, tại vì em chưa có nghe được là tại vì em không thuộc bài thôi. Nên cố gắng phải thật thuộc. Thuộc khi nào mà ai chỉ cần nói qua một từ thôi là chúng ta phát hiện ra cả câu rồi, thì như vậy chúng ta mới nói được. Nhớ chưa nào? Nhưng mà viết em hiểu cô, mà đọc em không hiểu. Chúng ta học chủ yếu để chúng ta nói, viết là một cái điều rất là tốt, mà chủ yếu chúng ta nói các bạn. Em viết, mấy bạn trên nhóm viết thì em nhìn em hiểu, mà nói là em lại không hiểu. Nghe các bạn nói thật nhiều, các bạn nói chuyện trên nhóm, tại vì sao mà cô ít biết trên nhóm nữa, tại vì chúng ta là học sinh cũ nhiều nên đa phần là cô cầm nên cô nói. Đôi khi cô nói là sờ cơ đang xe bờ mandu character, các bạn sẽ thắc mắc là ủa cô đang lái xe mà sao cô không nói chuyện được, đúng không nào? Cô chỉ cần bật máy cô ghi âm và đôi khi cô dừng đèn đỏ để cô nói chuyện với các bạn, cô vẫn nghe được các bạn nói chuyện và cô vẫn nói chuyện với các bạn. Thì chúng ta tập cái thói quen là chúng ta nghe thật nhiều, khi mà nghe rồi thì chúng ta hiểu được nhé, nghe thật nhiều, nghe và nói lại. Nói sai cũng được, nói đúng cũng được, không cân trọng là em mới học em bắt buộc em phải nói đúng, em nói sai thì người khác sửa cho em, thế thôi, cố gắng lên nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái tình huống thứ hai thì nó rất là ngắn thôi, tình huống về trên xe buýt hoặc là chúng ta đặt xe buýt hoặc là đặt taxi Grab. Tình huống số 8. Cô sẽ chia sẻ phần từ vựng lên trước các bạn nhé, từ vựng của trang thứ 30 nó rất là ngắn thôi phần từ vựng. Sai là em là người đứng đầu. Câu Hòa mới học Hòa cũng rất là ok rồi, Hòa rất là cố gắng rồi, nhưng mà có một điều là các bạn muốn nói chuyện nhiều, nói chuyện nhanh thì các bạn phải nói chuyện trên nhóm. Trên nhóm phải nói chuyện với nhau mỗi ngày. Khi nói chuyện thì các bạn phát hiện ra được một điều rằng là mình đang cần nói cái từ gì. Giống như cô có một cái nhóm thứ 7 hoặc là cái nhóm của bạn Jenny bạn đang học đây, đúng không nào? Hiện tại bạn vào bạn nghe các bạn nói đây. Thì các bạn đã nói chuyện với nhau là các bạn đã chuyển nói chuyện suốt ngày luôn. Khi mà các bạn nói chuyện suốt ngày thì là các bạn tự thuộc bài rồi, không cần phải nhìn sách nữa. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Nói chuyện hết nhóm này sang nhóm khác và các bạn ngày nào cũng nói. Và cái nhóm đó khi mà học xong khóa rồi cô hỏi là các bạn nào muốn học lại không? Các bạn nói là khi nào em nhớ cô thì em vào em nghe cô nói thôi chứ em không học lại nữa vì em thuộc bài quá rồi. Không còn gì để học nữa rồi, trừ trường hợp là dạy lớp khác nâng cao lên những cái khóa của cô mời học lại không học lại nữa. Các bạn của lớp thứ 7 của cô mời học lại không ai học lại. Tại vì sao? Tại vì các bạn đã thuộc hết bài còn học lại làm gì? Đúng không các bạn? Các bạn nói khi nào em nhớ cô em vào em tắt tiếng em nghe cô giảng thôi, chứ còn em không có học lại nữa vì em thuộc bài quá. Nên điều các bạn là điều quan trọng là các bạn phải thuộc bài nhé. Quan trọng là các bạn thuộc bài. Học hết chữ không có chữ học nữa. Đúng rồi, học hết chữ đâu có chữ để học đâu. Nếu như các bạn học thì phải mở rộng. Mở rộng thì phải cái lớp mở rộng riêng, nhưng còn nếu các bạn mở rộng trong một đây các bạn cũng sẽ không học được. Nên thành ra các bạn thuộc bài quá rồi. Nếu như các bạn ngày nào cũng nói chuyện không có gì để học nữa. Đúng thật là cô không còn gì để chia sẻ với các bạn trong cái khóa này. Còn các bạn đăng ký học khóa khác, khóa nâng cao, khóa về ngữ pháp, đó là khóa về ngữ pháp cô có thể dạy các bạn. Nhưng mà cái khóa này thì các bạn không còn gì để học, nhớ cô thì vào nhìn cô cái rồi ra, khi nào ghét cô thì khỏi nhìn luôn, đúng không nào? Cô thì khỏi nhìn luôn. Thì trong cái phần này từ vựng rất là ngắn thôi, từ đầu tiên phải không nào? Cái từ Gia Lan này, cái từ Gia Lan từ ở giữa này, cái từ ở giữa cô đang chỉ này. Cái từ này các bạn đã từng học chưa? Học rồi cô, con được với cô. Ví dụ như là Gia Lan thì là đi dạo, đúng không nào? Gia Lan Kaki thì là đi bộ, đúng không nào? Còn Pơ Gia Lan Nan thì là chuyến đi hoặc đoạn đường. Nó có rất là nhiều nghĩa những cái từ này. Pơ Gia Lan Nan người ta thêm đầy đủ tiếp đồng ngữ, bị ngữ thì cô giống như là nếu mà các bạn học cái khóa ngữ pháp thì các bạn sẽ thấy là khi người ta muốn mở rộng nghĩa của một từ hoặc là muốn chuyển một từ thành động từ thì người ta sẽ chuyển sang thêm tiếp đồng ngữ và tiếp vị ngữ. Bahenti thì Bahenti này cái biển báo chỉ đường này, nếu như bạn nào mà lái xe thì chắc là không xa lạ gì cái biển này nữa rồi. Cái biển này nó màu đỏ rất là to ở trước cái ngã ba Bahenti, dừng lại chữ này nhé, Bahenti dừng lại. Hai cái chữ này thì nếu như bạn nào mà biết tiếng Anh thì phát âm giống hệt tiếng Anh. Bạn nào phát âm tiếng Anh tại từ đi mượn của tiếng Anh nhé, center và season.
Center, station, cái này các bạn nếu như bạn nào phát âm giống tiếng Anh cứ phát âm hệt tiếng Anh cho cô, không cần phải thay đổi nhé, không cần phải thay đổi, nó phát là từ đi mượn thôi. Dari, Dari này đã học rồi, Dari có nghĩa là gì? Từ. Đúng nào. Dari, Dari mana? Ông bạn Dari mana? Bạn đến từ đâu đó? Đúng nào. Ông Dari mana? Sini, cờ Sini, cờ Sana, từ đây, ở đây, ở kia đúng nào? Thì Sini nó chính là ở đây. Sini. Sini là có chỗ cô đang ngồi thì cô nói là Sini. Sini. Dudu Sini. Dudu Sini. Ví dụ như là Sina Dudu Sini, các bạn vào một cái văn phòng người ta làm việc và các bạn người ta nói là Sina Dudu Sini, có nghĩa là xin vui lòng ngồi xuống đây, đúng là Sina Dudu Sini, xin vui lòng ngồi xuống đây. Hoặc là Sina Maso là cái gì các bạn, nếu như cô nói Sina Maso. Mời vào. Mời vào. Sina Klua là cái gì? Mời ra. Guest out đó, đúng không nào? Guest out. Không có ai người ta sử dụng cái từ sinner clue đâu các bạn, ít lắm. Đó, rất là ít. Trừ trường hợp người ta bực bội lắm người ta mới sinner clue thôi, còn không có ai, chỉ có sinner má sộ thôi, còn khi mà guest out là bực bội lắm rồi, đó là cái từ đó ít. Cô nói chứ không ai sử dụng nhé, không ai sử dụng. Cầm bin nữa. Đúng rồi. Sampai sana đến đó. Ví dụ như câu hỏi là saya sini sampai awak punya rumah, hoặc là sampai sana berapa jam, tôi từ chỗ tôi mà đến chỗ bạn thì khoảng bao nhiêu tiếng vậy? Tại vì cô không biết mà, ví dụ như cô ở đây còn bạn Sam, bạn ở Setiwan thì cô từng đến cô biết rồi. Nhưng mà nếu mà cô không biết thì cô sẽ hỏi bạn là saya dari sini sampai awak sana aga berapa jam? Khoảng bao nhiêu tiếng, đúng không nào? Nếu như bạn đi rồi bạn sẽ nói với cô là aga dua jam nè, đúng không nào? Dua jam sampai đua yam là p là hơn 2 tiếng. Từ đây chỗ tới cố bạn là bạn Sam là cô đi mất hơn 2 tiếng. Maso và clua này là hai cái cụm từ các bạn nên để ý nhé. Tại vì sao? Nếu các bạn vào một cái rạp chiếu phim hay là vào một cái siêu thị hoặc là vào một cái chỗ Bắc Kinh, nếu các bạn muốn mà đi vào thì các bạn cứ tìm cái chữ maso là tất nhiên là nó cái đường vào rồi đúng không các bạn? Nếu các bạn cứ tìm cái chữ clua là đường ra, nếu các bạn vào một cái siêu thị mà cái Bắc Kinh của nó đôi khi ở chúng ta những cái vùng mà nó nhỏ chúng ta không nói, nhưng các bạn nên thành phố lớn á. Là các bạn nên những cái chỗ mà nó có những cái khu siêu thị lớn, các bạn vào Bắc Kinh các bạn không để ý chữ các bạn không ra được, không ra được. Tại vì sao? Nó cứ vòng đi vòng lại, nó giống hệt nhau. Thì bạn tìm cái biển này các bạn này, Maso và clua đường nào chúng ta cứ đi theo cái mũi tên thôi đúng không các bạn? Cái này nó dễ thôi chứ cô từng bị lạc cái các bạn, cô vào trong trong cái chung cư mà cô bị giống như vào mê cung đó bạn, vào mà không ra được, bắt buộc các bạn phải tìm biển, không tìm biển nó rất là khó ra nhá. Sang bên này, cô tạ và ta pung là hai cụm từ đồng nghĩa chỉ về cái hộp. Ticket thì cái ticket này đó là cái vé, bất cứ vé gì cũng gọi là ticket chứ không nhất định là vé xe buýt, đó là ticket tiếng ngộ hay găng là vé xem phim nè, hay là ticket ca ba tờ băng là vé máy bay này, còn ticket bus nó chính là cái vé xe buýt. Xe buýt thì chúng ta gọi là xe bus các bạn nhé, xe bus. Cô sang đây cô bị loạn ngôn ngữ, cái từ xe buýt cô rất là hay quên và đôi khi về Việt Nam cô vẫn gọi là xe bus đấy các bạn, cô vẫn gọi là xe bus. Cái xe buýt là cô phải nhớ mãi, cô mới nhớ ra cái xe buýt của Việt Nam. Đôi khi cái này không phải là, nếu như mà các bạn ở Việt Nam các bạn nghe các bạn sẽ nói là giống như là giọng chảnh của Việt Kiều, nhưng không phải đâu các bạn. Các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn mới về Việt Nam, nếu các bạn đang đi bên trái, các bạn có đi sang bên phải không? Nếu mới ngày đầu tiên về. Em bị đớ cô, nói chuyện họ bị đớ. Đúng rồi, đầu tiên về, nếu như các bạn dùng tiền các bạn sẽ nói là em hay chạy xe ngược chiều. Cô thì bị ngày đầu tiên. Những trước mà cô được hay về Việt Nam là ngày đầu tiên là bao giờ cô cũng nhầm. Sang ngày thứ hai thì cô ấy phát hiện ra là mình bị nhầm đường. Cô thường đi sang bên trái. Đó là cô thường sang đi bên trái. Nếu mà đường nông thôn thôi, đường thành phố tất nhiên các bạn sẽ biết, tại vì đường thành phố người ta có làn giao thông, người ta thấy đi bên nhiều. Nhưng mà đường nông thôn các bạn đi một mình đi các bạn. Nhà cô ở nông thôn mà đi một mình đi các bạn sẽ đi bên trái đó. Ngày đầu tiên. Sao em? Cô ở đâu Bắc ạ? Cô ở Hải Dương, ở khu gần khu du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc. Bạn nào từng đi Côn Sơn Kiếp Bạc không? Em đi rồi. Côn Sơn Kiếp Bạc thì ở gần nhà cô, cách nhà cô 4 cây. Cô tạ và ta bung là cái hộp này, ticket bác. Sơ sắc thì sơ sắc này nó là tắc nghẽn. Sơ sắc là tắc và nghẽn. Ví dụ như là cái ống nước nhà các bạn nó bị tắc rồi đó này, itupai soda sơ sạ là cái ống nước nó tắc, nhưng cái từ ramai thì nó không phải tắc nữa các bạn nhé. Từ ramai nó không phải là tắc. Ramai đông đúc sử dụng cho con người. Sử dụng cho con người, ví dụ như các bạn nói về wa harini ramai orang nhá. Ôi ngày hôm nay đông người thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ ramai này.
Hoặc là ví dụ như là cô đến nhà một bạn nào đó, cô thấy nhà bạn rất là đông người, cô nói là wow, dear Kluger, Ramai orang nhá. Wow, gia đình của bạn ấy rất là đông người. Thì cái từ Ramai này sử dụng cho con người các bạn nhé. Sử dụng cho con người. Ramai. Nasib baik, may mắn. Nasib baik. Bermandu character. Thì cái từ Bermandu character này là lái xe các bạn nhé. Lái xe, nhưng mà đôi khi các bạn thấy cô nói trên nhóm, cô nói là xe sơ đăng báo họa character. Thì bao họa đó là cầm theo, mang theo. Nhưng khi chúng ta sử dụng trong trường hợp lái xe thì chúng ta vẫn nói là chúng ta đang lái xe đó các bạn. Đang lái xe, bao họa character, nó vẫn là lái xe. Và Bermandu character thì là chính xác của cái từ lái xe. Chính xác của từ lái xe nhé. Chapat chapat, các bạn từng nghe từ này chưa? Từng nghe ai dục mình làm cái gì mà sử dụng cái từ này chưa? Có. À chapat chapat là nhanh lên, nhanh lên, đúng không nào? Khi mà các bạn đi ở sân bay, đi đâu xếp hàng đó, người ta kêu các bạn chapat chapat là, nó là chính là cái từ này, nhanh lên. Perlahan là chậm thôi, chậm hoặc từ từ thôi. Nếu chúng ta muốn chậm hơn nữa thì chúng ta sử dụng như thế nào? Perlahan, chúng ta gạch ngang lahan, thêm một từ lahan đằng sau, thật là chậm thôi. Terlambat, thì cái terlambat là chậm, là trễ. Ví dụ như saya sudah terlambat, tôi đã bị muộn, tôi đã bị trễ rồi, chúng ta sử dụng cái từ này nhá. Muộn, trễ. Super đó là cố gắng hoặc thử. Ví dụ như super đó là thử. À, ví dụ như bây giờ cô bán bánh đi, cô thấy các bạn là đến, cô nói là bole super, là bạn có thể ăn thử. Hoặc là ví dụ như các bạn đi mua nhãn, các bạn muốn là xe bole super ạ, là tôi có thể ăn thử xem nó có ngọt hay không, thì chính cái từ này, cố gắng. Cố gắng thì cô thấy là ít sử dụng. Ví dụ như là cố gắng, người ta nói là super là thì ít lắm, đúng không nào? Ví dụ như là tamba mi nhã là super lai là thì người ta sử dụng, chứ còn cái từ super này thử thì người ta sử dụng nhiều hơn, thử thì nhiều hơn nhé. Thì đây là những cái cụm từ của ngày hôm nay, nó rất là ít thôi, học thuộc cho cô nhé, học thuộc rất là ít thôi. Còn từ nào mà các bạn nghe chưa rõ cô đọc không? Các bạn mới có từ nào mà nghe chưa rõ cô đọc không? Cái từ tắc nghẽn đọc sơ 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 sát nha cô. À sơ sạ, sơ sạ, sơ sạ. Thêm dấu lặng cho cô, sơ sạ. Nó không cần dấu, không cần giống dấu sắc, cũng không cần dấu lặng, nó ở cái mức trung bình. À, Ramai, đông đúc. Tasit, Ae, Bermandu, Character. Character là phương tiện xe hơi các bạn nhé. Xe hơi của chúng ta gọi là character. Ở bên dưới này, nó có một cái phần ôn tập này. Thì cô sẽ đọc luôn cái phần ôn tập này trước khi sang phần hội thoại này. Awa bole bagi saya tau station bus di mana ta. Thì đây là cái câu hỏi, câu nghi vấn, đó là awa bole bagi saya tau. Bạn có thể cho tôi biết. Đó là tau này là biết này, bagi là cho tôi. Đó là awa bole bagi saya tau station bus di mana ta. Bạn có thể cho tôi biết cái trạm xe buýt nó nằm ở đâu không? Station mí nhà, thì cái station mí nhà, cái từ trạm là station, nhưng mí nhà này thì nó trở thành trạm rang xăng. Nhưng mà cái mí nhạ này nó đứng một mình thì nó sẽ trở thành cái từ khác các bạn nhé. Ví dụ như là mí nhạ ma xạ thì nó trở thành dầu ăn đấy các bạn. Dầu ăn các bạn gọi là mí nhạ, các bạn thêm cái từ ma xạ và nó trở thành dầu ăn. Nhưng mà mí nhạ mà ví dụ như là mí nhạ character thì nó trở thành là xăng xe rồi. Nó khác nghĩa ở cái chỗ đó các bạn nhé. Chúng ta ghép từ nó sẽ khác nhau. Còn station mí nhạ thì nó chính là cái trạm xăng. Station bus ini ada pergi ke Johor tak? Cái trạm xe buýt này nó có đi Johor không? Trong này nếu mà từ nào các bạn không hiểu nghĩa thì các bạn nói cho cô nhé. Từ nào hiểu rồi thì thôi. Từ nào không hiểu nghĩa tiếng Việt thì nói luôn. Min tạ. À, min tạ. À, min tạ maaf là gì? Các bạn còn nhớ không nào? Xin lỗi. Xin lỗi. Min tạ maaf. Vậy bây giờ cô nói là min tạ maaf kan saya là cô sử dụng những trường hợp nào? Xin lỗi, tôi đã làm phiền. À, xin lỗi là làm phiền. Hoặc là ví dụ như là thứ nhất là em muốn nhờ ai đó một việc gì, thứ hai là em muốn người ta nhường đường, thì chúng ta sẽ sử dụng là maaf kan saya. Còn em gây lỗi với ai đó thì em sử dụng từ minta maaf. Thì từ minta đây các bạn nhé, minta, minta maaf. Xin lỗi, saya sudah lupa barang dalam bas. Xin lỗi là à, ở trên này đã, sorry, cô đọc mới đến câu thứ 4, cô chuyển sang câu thứ 8 rồi. Minta tolong là xin giúp đỡ. Minta tolong. À, minta tolong hoặc là tolong saya là, đó là giúp đỡ tôi nè, hoặc là minta tolong, nó đều giống nhau. Minta tolong bagi laju sikit. Laju có nghĩa là nhanh, chỉ về tốc độ đó các bạn. Tốc độ laju. Laju. À ví dụ như kurangkan laju là giảm tốc độ, thì cái từ laju này nói về tốc độ, nhanh nhưng nói về tốc độ đó các bạn nhé, tốc độ.
Sila bagi pelahan lahan sedikit thì cái từ sedikit này nó bằng với cái từ sikit các bạn nhé. Sikit và sedikit nó chính là một một chút một xíu đó. Sedikit và sikit giống nhau. Còn vừa nãy cô nói rồi, pelahan là chậm chậm là từ từ thôi thì chúng ta thêm cái từ lahan có nghĩa là chậm hết mức thôi. Bạn ấy muốn là chậm hơn nữa thì chúng ta sử dụng pelahan lahan. Lalani ni ada terlalu zem ta. Tơ là lu và sơ là lu. Nếu mà chúng ta nói sơ là lu cũng được, tơ là lu cũng được, là cái cụm từ thường xuyên hoặc là luôn luôn. Cái luôn luôn làm cái chuyện này thì cô sẽ nói là sơ là lu. Ví dụ như cô thường xuyên là thức sáng, là cô thức rất là muộn, đúng là trước rồi chứ bây giờ cô cũng thức sớm hơn rồi. Sai sơ là lu bà ngôn lơ wát. Tôi thường xuyên thức muộn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này, sơ là lu hoặc tơ là lu cũng được. Nếu như mà em thường xuyên xảy ra một cái chuyện đó thì em sẽ nói là, ví dụ như là vừa nãy em nói là em thường xuyên bị sai cái từ kepala và từ kelapa thì các em sẽ nói là saya selalu silap indikata. Tôi thường xuyên bị sai cái từ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này nhé, selalu hoặc terlalu. Em ta. Bagi saya turun thì turun có nghĩa là đi xuống ạ, turun. Turun di pas station seterusnya. Thì cái station seterus nó chính là cái trạm kế tiếp hoặc là cái trạm đằng trước đó. Trạm đằng trước, trạm kế tiếp. Seterus. Terus, nếu như chúng ta để không nghĩa là thẳng. Terus là thẳng, nhưng mà seterus thì nó có nghĩa là ở phía trước, ở kế tiếp. Và nhơ này là nha nhé. Nó là cái từ cảm thán. Ok, tiếp theo nhé. Min tạ mã, xin lỗi, đúng không nào? Saya sudah lupa. Thì cái cụm từ lupa này các bạn, lupa này là có nghĩa là quên. Em đã quên một cái vấn đề gì, chúng ta sử dụng từ lupa này. Quên người cũng được, quên đồ vật sự việc có đều giống nhau. Saya sudah lupa có nghĩa là đã quên rồi. Quên cái gì? Quên barang là đồ đạc. Quên ở đâu? Quên ở bên trong xe bíp. Dalam bus. Dalam bus. Saya sedang. Sedang này chúng ta học rồi đúng không các bạn? Đang. Đang. Cái gì đó. Saya sedang berdiri. Thì cái berdiri này các bạn. Berdiri là chúng ta đang đứng. Đó là berdiri. Berdiri là đứng. Berbaling là nằm. Thì cái berdiri này. Saya sedang berdiri di Hadapan ở đâu? Hadapan là phía trước. Pasaraya Ekonsip. Tôi đang đứng ở cái phía trước. Pasaraya này là cái siêu thị các bạn nhé. À nếu như mà Basa thì nó là cái chợ, nhưng mà Pasaraya nó trở thành siêu thị. Và cái Ekonsip này nó là cái tên của cái siêu thị. Cái này nó có rất là nhiều nơi các bạn. Chắc là các bạn đã từng nghe cái siêu thị này rồi. Đó là siêu thị bán rau củ quả. Đây là cái phần này là phần câu hỏi, thì các bạn về nhà các bạn chỉ có ôn tập cái phần này nhé, học thuộc câu và chúng ta có thể thay đổi từ, đặt những cái câu khác, đặt những cái câu mà nó tương tự nghĩa. Chúng ta có thể chuyển đổi từ vựng, đặt câu. Và khi mà các bạn muốn mà học thuộc từ vựng nhanh thì các bạn phải đặt câu với mỗi một từ. Ví dụ như là perjalanan ini selalu jam, cái con đường này nó thường xuyên bị tắc đường. Hoặc là sila berhenti, xin vui lòng dừng này. Đó, hoặc là center, bến xe, chạm gì chúng ta cũng đặt câu với mỗi một từ thì chúng ta sẽ học hơn nhé. Đó là cái phần bài hội thoại và cái phần từ vựng và cái phần bài tập ôn tập. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái sang hội thoại ở bên này. Hội thoại thì chúng ta có hai bài hội thoại ngắn. Bài hội thoại thứ nhất, cái từ tâm ba han này nó chính là cái từ bốc tinh nha các bạn. Bốc tinh đặt bát dan grab taxi. Chúng ta sẽ đọc từng phần hội thoại nhỏ một, cái này chúng ta sẽ không phân biệt hội thoại, chúng ta sẽ đọc luôn nhé. Perjalanan pas ini ada berhenti. Cái chuyến xe này nó có dừng. Berhenti dừng ở đâu? Dekat là gần. Cái Keo City này các bạn có từng nghe cái địa điểm này không? Keo. Ở cái Keo City đó, đó là cái tháp đôi đó các bạn. Keo City tại cái chuyến xe này nó có dừng ở gần tháp đôi không? Gần cái Keo City không? À, thế là có. Sini sampai sana berapa ringgit? Từ đây tới đó thì bao nhiêu tiền? Đó là berapa ringgit. Hoặc là chúng ta nói là sini sampai sana berapa duit? Sini sampai sana berapa wang? Nó đều giống nhau. Chúng ta có thể thay bằng ringgit, có thể thay bằng duit, có thể thay bằng wang, tùy. Tiga ringgit 50 sen. Thì tiga ringgit 50 sen là 3 ringgit 50 sen. Các bạn còn cách nào nói khác không?
Tiga ringgit setengah. Yeah, tiga ringgit setengah nữa, một nửa mà, một nửa của một zik. Có phải một zik là hai lần 50 sen này đúng không các bạn? Thì chúng ta nói một nửa thì chúng ta hai cách nói nhé. Awadi maso duit ke dalam kotak. Bạn bỏ tiền vào bên trong cái hộp đó. Dalam kotak. Itu và cái cột tạ kia, đó là cái người lái xe người ta nói như vậy. Nếu bạn nào từng đi xe bíp thì các bạn sẽ thấy rồi. Đây là xe bíp đường ngắn thôi các bạn. Chứ xe bíp đường dài là chúng ta phải mua vé. Đó là chúng ta phải mua vé. Xe bíp đường ngắn thì các bạn lên xe, các bạn lấy vé, các bạn bỏ tiền vào cái hộp. Đấy là xe bíp đường ngắn thì các bạn có thể bỏ tiền vào cái hộp đó. Rồi cột tạ itu ambil tiket nha. Đó là lepa itu ambil tiket đó. Lepa có nghĩa là sau cái việc của bạn bỏ tiền đó thì bạn sẽ lấy vé. Dạ, yeah, terima kasih. Vâng, xin cảm ơn ạ. Tiếp theo là cái tình huống đặt xe Grab. Cái chữ Grab ở bên trên, các bạn có phát hiện nó bị sai không các bạn? Cái từ này có phải sai không? Có thấy nó là lạ đúng không? Sai đúng không các bạn? Dạ, yeah, chữ G, G, R, E, B. À, đúng rồi. Các bạn tự sửa đi nhé. Có thấy là nó lạ đúng Awana bagi sunway velocity small can thì đây là cái từ mà cô in đậm, nó chỉ là một cái danh từ thôi, các bạn không cần để ý tới nó, một cái địa điểm, một cái danh từ thôi. Thì đây là cái câu hỏi xác định. Câu hỏi xác định là câu hỏi như thế nào? Câu hỏi xác định là mỗi khi chúng ta đặt từ can ở cuối câu, khi mà em đã biết rồi, em chỉ muốn hỏi lại thôi. Ví dụ như cô biết em là người Việt Nam rồi, cô hỏi là wow, có đang Việt Nam can, bạn là người Việt Nam có phải không? Hoặc là ví dụ như là cô đã biết là em lấy chồng người Mã rồi, cô chỉ muốn hỏi lại thôi. Awak kawin sama orang Melayu kan? Em kết hôn với người Mã Lai phải không? Thì cô biết rồi, cô muốn hỏi thì cô hỏi, cô sẽ sử dụng cái từ kan ở cuối câu, đó là câu hỏi xác định. Ya betul. Vâng đúng rồi. Ya betul. Vâng đúng rồi. Dari sini sampai sana berapa lama? Thì nó khác với bên trên. Bên trên là hỏi bao nhiêu tiền, còn bên dưới là nó bao nhiêu lâu đó không nào? Bao nhiêu lâu? Hari ini jalan tak jam, hôm nay nó không có tắc đường. Aga khoảng dalam, khoảng trong 20 phút đúng không nào? Dalam 20 minit sampai là khoảng 20 phút thì tới nè. Saya ada janji. Thì cái janji này các bạn, nó chính là cái lời hứa, cái cuộc hẹn đó, cái cuộc hẹn. Ví dụ như các bạn đặt hẹn mà đi đóng visa thì các bạn sẽ thấy là bertemu janji online đó, cuộc hẹn online đó, thì nó chính là cái từ này đó. Janji, bertemu janji online, thì cái từ bertemu janji đây là viết tắt lời hứa hoặc cuộc hẹn, thì chúng ta sẽ sử dụng là bertemu janji. Dengan kawan. Tapi sudah terlambat, nhưng mà đã muộn, đã trễ rồi. Tolong pandu, thì cái từ pandu là người ta viết tắt của cái từ memandu đó, khi người trong văn nói đó, đây là cô đang viết văn nói nhé. Tolong pandu cepat sikit, giúp tôi vui lòng đi nhanh một chút. Baik, saya akan cuba. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. À, terima kasih, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Thì đây là hai cái bài hội thoại, nó rất là ngắn thôi, nói về cái tình huống mà chúng ta đặt xe Grab hoặc là taxi. Các bạn sẽ cùng nhau giao tiếp cái bài này nhé, cùng nhau đọc, không phân biệt nhân vật, một bạn một câu trên, một bạn một câu dưới. Bạn nào không tiện đọc bài thì chúng ta tự giơ tay, còn bạn nào không giơ tay thì cô sẽ gọi lần lượt tất cả chúng ta đều đọc bài cho quen. Cô sẽ gọi tên xuống dưới nhé, cô mời. Cô, em đang lái xe nghe cô. Ok, bạn nào mà không tiện đọc bài chúng ta cứ tự giơ tay nhé, cô sẽ không gọi. Các bạn thấy các bạn giơ tay không? Các bạn thấy giơ tay không? Đó, đó. Thấy có một số các bạn giơ tay đó là nên là cô sẽ không gọi. Bạn nào không giơ tay thì cô sẽ gọi nhé. Cô mời bạn Desby và bạn Hồng Phiến là mời hai bạn đọc bài nè. Dạ. Em có thể gọi nhóm sớm không cô? Chồng em về. Yeah. À được được các bạn nhé. À, chúng ta kết thúc buổi học rồi. Nếu như mà em mà cảm thấy muốn xem buổi sau, à, cái đoạn cuối thì em có thể xem video lại hoặc là về nhà thuộc bài cho cô thôi nhé. Dạ. Yeah. Em đọc trước cô rồi. Ok ok. Cô sẽ gửi lại video vào nhóm nhé. Các bạn có thể xem lại nếu như bạn nào có công việc đột xuất nhé. Cô mời đến đi học đến nha. Ok bye bye. Yeah. Bye bye các mời bạn nha. Ok. Bye bye. Bye. Perjalanan bas ini ada berhenti dekat KLCC tak? Ada. Đuôi này đọc ở đuôi nan nha cô nhé. Đọc lối âm đuôi lan, không đọc ở đuôi an. Perjalanan. Nan. Nan. Perjalanan. Sini sampai sana berapa ringgit? 3 ringgit 50 sen. Awak masuk kutik ke dalam kotak. Lepas itu ambil tiket ya. Ya, terima kasih.
What number is in y velocity more than? Ya betul. Dari sini sampai sana berapa lama? Hari ini jalan 4 jam. Agak dalam 20 menit sampai lah. Saya ada janji dengan kawan, tapi sudah terlambat. Tolong bantu cepat sedikit. Baiklah, saya akan coba. Terima kasih. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. Mời Sam nè, Sam đọc bài cùng với Ngọc nè. Vâng, berjalan pas ini ada berhubung di berhenti di dekat chỗ của bạn Sam nó bị mạng yếu, các bạn có nghe tiếng bạn đọc không? Không cô. Đâu mất rồi. Ok. Jalan pas ini ada berhenti dekat KLCC tak? Đúng chị ạ. Ada. Sini sampai berapa ringgit? Tiga ringgit lima puluh sen. Awal dimasuk duit ke dalam kotak. Lepas itu empat tiket ya. Ya, terima kasih. Awal nak bagi suai velocity makan. Ya, betul. Dari sini sampai berapa lama? Hari ini jalan tak jam. Agak dalam 20 minit sampai lah. Sejak ada janji dengan apa kawan tapi sudah terlempas tolong cepat sedikit. Baiklah, saya akan cuba. Terima kasih. Okay, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời Hân nè, Hân đọc bài cùng với lại Bích Ngọc nè. Nguyễn Hân, Bích Ngọc. Dạ. Em đọc trước thôi cô. Ok, mời em. Bởi gia lan an ba ini ada berhenti dekat KLCC tak? Ada. Sini sampai sana berapa ringgit? Tiga ringgit lima puluh sen awal. Di masuk duit ke dalam kota lepas itu ambil tiket ya. Ya, terima kasih. Awak nak pergi sampai Yellow City Maikan? Ya, betul. Dari sini sampai sana berapa lama? Hari ini jalan tak jam. Area dalam 20 minit sampai lah. Saya ada yang dengan kawan tapi sudah cepat sikit. Cepat sikit. Baiklah, saya akan coba. Terima kasih. Cảm ơn hai bạn nhé. Mời Châu nè, Châu đọc bài cùng mấy Hoa nè. Em đọc trước nha. Ok. Perjalanan pas ini ada berhenti dekat KLCC tak? Đâu rồi?
Bạn Châu, Châu đâu rồi? Em mở mic, mở mic. Châu chưa mở mic đâu không em? À đúng rồi cô. À đơn. Tini sampai sana berapa ringgit? 3 ringgit 50 sen awak dimasuk duit ke dalam kota. Lepas itu ambil tiket ya. Ya, terima kasih. Awak nak pergi sungai beli city Melton. Ya, betul. Dari sini sampai sana berapa lama? Hari ini jalan tak jam. Agak dalam 20 menit sampailah. Saya ada yang ni dengan kawan tapi sudah terlambat. Tolong bantu cepat sikit. Baiklah, saya akan cuba. Terima kasih. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời Bích Loan nè, đọc bài cùng với Linh nè. Dạ. Em đọc trước nha con. Dạ. Baya lanan bas ini ada berhenti dekat KLCC tak? Ada. Sini sampai sana berapa ringgit? 3 ringgit 50 sen awak dimasuk duit ke dalam kotak. Lepas itu ambil tiket ya. Ya, terima kasih. Awak nak pergi sungai Wolochiti makan? Ya, betul. Dari sini sampai sana berapa lama? Hari ini jalan tak jam agak dalam 20 menit sampailah. Saya ada janji dengan kawan tapi sudah terlambat. Tolong bantu cepat sikit. Baiklah, saya akan cuba. Terima kasih. Oke, cảm ơn các bạn nhé. Cô mời Kelly nè, đọc bài cùng với Kelly nè, đọc bài cùng với Xuân nè. Ok. Hai bạn nè. Perjalanan part ini ada berhenti dekat KLCC tak? Ada. Sini sampai sana berapa ringgit? 3 ringgit 50 sen. Awak dimasuk juga dalam kotak lepas itu ambil tiket ya. Terima kasih. Chị chú không? À quên nè. Nè, bơ ghi. Con quay Velocity Macan. Dạ, bơ tu. Đà ri xí ni xem bay. Sa nơ bơ ra bơ la mơ. Hà ri y ni ya lan. Tạ xem. A gắt. Đà lam. A lu bô lô. Mi nít. Xem bay. La. Saya ada janji dengan kawan, tapi sudah terlambat. Tolong bantu cepat sikit. Baiklah, saya akan coba. Oke. Okay. Terima kasih. Mời các bạn tiếp theo nào. Mời XY nào. Đọc bài cùng mới lại Xuân. Xuân đọc chưa nhỉ? Em mới đọc xong cơ. À, Karen nè, Karen đọc cùng với XY nè. Karen có đây không em? Dạ có cô. Em mời hai bạn. Cô cho em xuống trước nha cô. Ok, Kelly nhá. Dạ, bye bye cả lớp. Bye bye, bye cô.
Perjalanan bas ini ada berhenti dekat KLCC tak? Đâu rồi em? Ôi, trang máy rồi cô. XY đâu em? Đang bận hả? Dạ, có rồi em không tìm trang máy. Trang 29, sorry nhé. Cô tắt cái màn hình, cô biết cái cụm từ các bạn nè. Các bạn có sách không? Các bạn nào cần cô chia sẻ này không? Dạ, dạ, có rồi cô. Có sách rồi đó. Cô cho em xin xuống lớp trước hả cô? Các bạn học qua rồi, các bạn có thể xuống sớm đi nhé. Bye bye cô, bye bye các bạn. Bạn nào mà mới chưa có học cái này thì ở lại viết nhá. Còn bạn nào mà học xong rồi, học trước thì chúng ta có thể xuống nhá, không sao cả. À, đọc bài đi nào, đọc bài nào, hai bạn chưa đọc đi nào. Chưa tìm thấy trang luôn hả? Dạ thấy rồi cô. Đọc nào. Mời hai bạn. Perjalanan bus ini ada berhenti dekat KLCC tak? Ada. Sini sampai sana berapa ringgit? 3 ringgit 50 sen. Awak dimasuk duit ke dalam kotak. Lepas itu ambil tiket ya. Ya, terima kasih. Awak nak pergi Sunway Velocity Mall kan? Ya, betul. Dari sini sampai sana berapa lama? Hari ini jalan tak jam. Agak dalam 20 minit sampailah. Saya ada janji dengan kawan tapi sudah terlambat. Tolong cepat sikit. Baiklah, saya akan cuba. Terima kasih. Những bạn nào chưa đọc nào, Bích đâu rồi, Châu chưa đọc, à Châu đọc rồi, Bích Ngọc đọc chưa? Còn bạn nào chưa đọc là tự giơ tay nào. Cô bị nú rồi phải không nào, bạn nào chưa đọc nào? Đọc hết rồi đúng không nào? Đọc hết rồi cô. Ok nhá, đọc hết rồi thì cái bài này chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta phải học thuộc cho cô cái phần ôn tập của trang 30. Và chúng ta có thể đặt một số câu tương tự. Thứ hai nữa là chúng ta học thuộc từ vựng. Và phần hội thoại thì tất nhiên là chúng ta phải đọc cho thật nhuần nhuyễn khi nào thuộc từ tiếng Việt tới tiếng Mã mới được. Và chúng ta sẽ thực hành ở trên nhóm. Ví dụ như là tôi muốn đi đây đi kia đó, tôi muốn từ đây tới kia, từ đây tới đó bao nhiêu lâu, từ đây tới đó bao nhiêu tiền. Đó là những cái câu mà chúng ta đã học trong cái phần hội thoại. Còn cái phần về đồ ăn thức uống thì cô đã chia sẻ rồi. Bài tập của chúng ta là gì? Được không nào? Bài tập của chúng ta nếu như mà chúng ta không chia sẻ trên nhóm thì chúng ta tự viết hội thoại. Chúng ta tự tưởng tượng chúng ta là một nhân vật đang vào quán ăn. Hoặc là chúng ta có thể tưởng tượng chúng ta và bạn chúng ta hỏi đồ ăn thức uống và người ta món ăn người ta sẽ chia sẻ đối thoại với chúng ta. Chúng ta sẽ tập viết hội thoại. Các bạn về nhà có thể tự viết hội thoại. Còn nếu như các bạn bận không có thời gian viết hội thoại thì các bạn sẽ giao tiếp mỗi ngày trên nhóm cho cô. Thực hành mỗi ngày trên nhóm. Còn bạn nào mà không thực hành trên nhóm được thì bắt buộc phải viết hội thoại cho cô. Viết hội thoại khác bài hội thoại của thầy cô nhé. Viết hội thoại tự mình viết, tưởng tượng mình tự vào quán ăn cùng với bạn của mình và mình nói chuyện như thế nào với cái người chủ quán, người ta sẽ cho chúng ta những cái món gì. Đó là những cái bài mà những bạn nào không lên nhóm giao tiếp, còn bảo lên nhóm giao tiếp thì không cần phải viết, lên nhóm giao tiếp là đủ rồi. Thấy chưa nào? Và trong cái phần này thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cụm từ đối nghĩa, đúng không nào? Katuan Blawan, đó là cái những cái cụm từ đối nghĩa. Đối nghĩa có nghĩa là cái nghĩa của này nó sẽ đối ngược lại cái nghĩa đầu kia. Chúng ta học một từ, chúng ta sẽ học được một cặp. Nên là cô sẽ chia sẻ 15 từ của ngày hôm nay. Còn bài sau thì cô sẽ chia sẻ thêm 15 từ nữa. Mỗi một ngày chúng ta học một ít thôi. Thì nghiệp nói chúng ta sẽ không học được. Còn những bạn nào mới mà đã, cũ mà đã biết rồi thì thôi chúng ta bỏ qua. Còn bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ ghi vào để chúng ta học nhé. Ghi vào chúng ta đã học. Còn bạn nào biết rồi thì chúng ta bỏ qua. Và nếu như bạn nào mà biết rồi thì chúng ta có thể xuống lớp trước nhé. Bài học của chúng ta chỉ kết thúc ở đây thôi. Còn bạn nào chưa biết thì nghe cô đọc lại cái chỗ này và chúng ta viết cho cô 15 từ ra vở luôn nhé. Cô viết các bạn cũng viết luôn. Các bạn cũng viết luôn nhé. Viết luôn. Những bạn nào tiện luôn chúng ta biết chúng ta mới thuộc được. Còn các bạn mà chụp ảnh này thì cũng dễ thôi. Chụp ảnh lúc khác chúng ta cũng phải viết thôi. Hiện tại ngồi chúng ta viết luôn nhé. Cô ơi, cho em xuống lớp. Ok, bạn nào mà học qua rồi thì chúng ta xuống nhé. Yeah. Bạn nào học chào qua rồi, ok, chúng ta tự thoát ra khỏi nhóm nhé. Còn bạn nào chưa học thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ ghi cái phần này.
Chúng ta sẽ ghi cái phần này nhé. Bạn nào chưa học thì chúng ta ghi. Bạn nào học rồi thì chúng ta bỏ qua đi. Tôi sẽ chia sẻ 15 từ ngày hôm nay thôi. Còn đâu tuần sau thì chúng ta sẽ học thêm 15 từ nữa. Trong tuần đầu thì chúng ta chỉ học 30 từ thôi. Vậy em xuống luôn nha cô. Ok, bạn học rồi xuống nhé. Bạn nào chưa học thì chúng ta ở lại. Nếu như từ nào chúng ta không đọc được thì chúng ta sẽ cô sẽ đọc luôn cho. Còn bạn nào mà chúng ta thuộc rồi thì chúng ta bỏ qua nhé. Cô em xuống cô. Ok nhá, Sam. Vâng. Cô em cũng xuống nha cô. Ok, bạn nào học rồi thì xuống nhé. Bạn nào xuống, còn bạn nào chưa biết, chưa học thì ở lại. Dạ, bye cô. Ok, bye em. Bạn nào học rồi chúng ta tự xuống lớp nha, tự xuống lớp nha. Bạn nào chưa học thì chúng ta ở lại ghi cho cô, ghi ra cho cô. Ghi lại cho chúng ta nhớ nhé, đằng nào chúng ta cũng phải ghi thôi nên các bạn sẽ ghi ra. Đó nào. Cô có cái file ở trong máy tính có rồi, cô gửi lên nhóm cho các bạn cũng được, nhưng mà cô muốn ghi để các bạn có thời gian các bạn ghi nhé, nên các bạn sẽ ghi luôn đi. Hôm nay chúng ta học 15 từ thôi. Khi mà các bạn học về một cái từ mà nó đối nghĩa thì các bạn chỉ cần học một từ thôi nè, một cặp thì các bạn được hai từ đúng không nào? Nên là khi chúng ta học như này nó sẽ nhanh hơn. Nên đây là những cái từ vựng mà cô sẽ chia sẻ với cái nghĩa là nó đối ngược nhau. Đó là các bạn thấy nghĩa nó đối ngược nhau mà. Cái đối ngược nhau nên là các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ học nhanh hơn. Rất là nhiều từ các bạn đã gặp rồi đó, cô chỉ ghi lại thôi chứ rất nhiều từ chúng ta đã gặp ở trong phần từ vựng. Rất là nhiều từ chúng ta đã học rồi và chúng ta tập xem là có từ nào mà chúng ta không đọc được không nhé. Không đọc được thì nói cô đọc cho các bạn nhé. Mười lăm từ thôi. Tuần sau cô sẽ chia sẻ 15 từ nữa là chúng ta đủ 30 từ của kỳ 1. Còn sang kỳ 2 thì cô sẽ chia sẻ thêm nhé. Đối là la bát hả cô? Hay lơ bát cô? Cái gì em? Đối hả cô? Chơ bát là nhanh, còn la du cũng là nhanh luôn hả con? À, la du là nhanh, là nó sử dụng cái tốc độ, đó là nó sử dụng cái tốc độ, hai từ nó đều một sự sử dụng cái tốc độ, một từ là chúng ta nói về cái mức độ nhanh của công việc nó khác, đó là còn cái tốc độ nó khác. Đói hả cô? Đói, đó là đói, nó là lapa. Lapa. À, lapa nhé, không phải lapat. Các bạn biết này nhé, biết nào. Các bạn biết rồi cho cô, đúng nào? Cô có file sẵn ở trong lớp, mà các lớp trước thì cô cứ gửi lên nhóm cho các bạn luôn, các bạn về nhà các bạn tự đặt, nhưng mà hôm nay còn thời gian thì cô viết cho các bạn luôn nhé. Cô viết luôn để cho các bạn cũng viết luôn vào vở của mình, đúng nào, viết luôn vào vở của mình nhé. Chúng ta học 15 từ thôi, tuần sau chúng ta học. Ok, cô sẽ đọc nhé, cô sẽ đọc này. Tinh ghi Renda, đó nào, nghĩa thì các bạn tự xem ở cái phần bên cạnh đối nhau. Tinggi Renda, Pae, Zaha. Itu orang banyak Zahat là cái người đó rất là xấu, người rất là khó tính, thì chúng ta sử dụng cái từ Zahat này. Maha, Mura, mắc, rẻ. Susa là khó, cân năng, dễ dàng. Cơ nhăng là no, Lapa, đói. Sơ đê là buồn, Gumbira là vui.
sơ đê, gâm bì rơ. Lua, đà lam thì lua nó chính là cái từ viết tắt của từ cờ lua. Cô không muốn viết là cờ lua, lua cũng được, cờ lua cũng được, phía ngoài, phía trong. Mân lăng và kara là thắng và thua. Turun và lai, xuống và lên. Mu, muda và tua, muda đó, muda và tua. Nó chính là già và trẻ. Basa, từ này không bật hơi các bạn nhé. Basa, ướt và cơ rinh. Lammer, cong lưỡi. Baru, mới, cũ và mới. Nâu cũng được, cái từ này có rất nhiều nghĩa. Lâu cũng được, cũ cũng được nhé. Chepat, nhanh lên, hoạt động nữa. Cái này chỉ về hoạt động, còn cái này chỉ về tốc độ. Cái từ laju này chỉ về tốc độ. Còn chepat này là chỉ về hoạt động. Chepat, lampat, khi chúng ta chỉ về hoạt động. Còn khi chúng ta muốn chỉ về tốc độ thì chúng ta sử dụng hai từ này, pelahan và layu. Tốc độ nhé, từ này nói về tốc độ, từ này nói về hành động. Hành động và tốc độ nó khác nhau. Awan và lewat, nó là sớm và muộn. 15 từ ngày hôm nay cô chia sẻ nhé, 15 từ. Cô, cái từ no là đọc làm sao cô? À, cơ nhăng. À, cơ nhăng. Đây là bài nhạc cơ nhăng nè. Bữa tu là Hari đi xem bài nhạc cơ nhăng nè. Đúng không? Hôm nay cô rất là no, đúng không nè? Hôm nay ăn tới hai lưng bát cơm và uống một bát canh nên sẽ xem bài nhạc cơ nhăng Hari đi. Cơ nhăng hả cô? Cơ nhăng hả? À, xem bài nhạc cơ nhăng. No, rất là no. Cơ nhăng. Nhăng đó. Khi mà các bạn thấy cái chữ đâu rồi? À, cái chữ N và chữ N và chữ I đến gần nhau chúng ta gọi là chữ nhờ các bạn nhé. Đấy là lưu ý cái phát âm. Lưu ý cái phát âm này. Cái chữ thắng là mình đọc mơ năng hả cô? Mơ năng. À, mơ năng. À, chữ này trong lưu ý cái phát âm là chúng ta đọc thành chữ nhờ, nhớ cho cô. Chữ này trong cái phát âm đọc thành chữ nhờ nhá. Đó, nhờ. Cái câu mà ướt đó cô là đọc giống cái chợ nè. À không, cái chợ đó là bật hơi. Pa. Pasa, còn cái này nó là chỉ bờ thôi mà đọc nhẹ. Pasa. Bạn thấy không? Cái bạn đã bật hơi và không bật hơi nó khác nhau nhé. Bật hơi. Ví dụ như này, các bạn này. Ví dụ như này. À, đó, cái từ này và cái từ này nếu các bạn đọc là không bật hơi nó sẽ bị nhầm này. À, các bạn thấy không? Nếu các bạn không bật hơi. À, một lấy các bạn đọc cun thì không sao, nhưng các bạn đọc buku, bu cũng được. Buku và buku, hai từ nó chỉ khác nhau mỗi cái bật hơi thôi. Còn đâu cái âm nó phát ra là giống nhau. Cô, cái từ mà susa là nó có một nghĩa là khó khăn hay rồi nó có cái nghĩa gì nữa hay không? À, bá nhà susa, cái này nó rất là khó khăn, nó là khó khăn. Khó khăn thì chúng ta sử dụng từ susa này thôi nhé. Susa khó khăn, bá nhà susa là... Sớm, sớm, sớm với muộn đọc sao cô? À, sớm đúng không nào? Awan, awan, awan. Các bạn hơi trong nữa nên đôi khi là awa cũng được, nhưng mà chính thức là phải đọc awan, awan và lâu. Awan. Lewat, awan, lewat. Pelahan, cepat, lampat. Lewat. Lammer, cái này cong lưỡi lên nhá. Lammer, paru, paru. Cái này đọc bình thường thôi, không có bật hơi. Còn cái từ mà basa, basa kia, basa kia là bật hơi, cái chợ đó khác, basaraya đó khác. Lưu ý cái phát âm ny đọc là nhờ, ny đọc là nhờ. Ví dụ như ny đọc là nhờ thì từ dưới này các bạn sẽ đọc là gì cho cô? Ví dụ như cô viết như thế này, ny, a đọc là gì? Nha. Nha đó, nó chính bằng cái này này, nha. Đó, đọc như thế. Khi mà chữ n, chữ y đứng gần nhau đọc là nha, là nhờ. Sorry các bạn, nhờ. Còn thêm âm A đọc là nha hoặc là nhơ cũng được không các bạn? Được. Cô em xin xuống lớp. Ok ok, xuống đi nhé. Xong rồi xuống đi nhé. Chúng ta cũng kết thúc lớp học rồi. Cái từ này các bạn đọc như này có được không? Rồi em tạm biệt cô. Cảm tạm biệt cả lớp. Bye bye. Được. Được cô. Được, đúng là nha, nhơ đều được. Hoặc là như thế này. Như này đọc là gì? Dạ. 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 Nhơ cũng được, đúng không nào? Dạ. Ok, biết cách đọc hết chưa nào? Chưa hết xong chưa? Xong rồi cô. Xong rồi, đúng nào? Có bạn nào chưa đọc về chữ nào nữa không? Ok nhá, bài tập ngày hôm nay là học thuộc cho cô 15 cái chữ này. 15 cái cặp từ. Cái này cô chỉ gọi là 15 cặp từ thôi nhé. 15 cặp từ, một cặp từ nó gồm hai từ. Vậy là chúng ta đã có 30 từ vựng rồi đúng không nào?
Học thuộc cái này và học thuộc hai cái bài hôm nay chúng ta đã học, đó là cái bài của ngày hôm nay và ngày mai lên nhóm. Cứ hỏi cho cô, awa suko makanapo, awa minu makanapo, saya mau makanini, saya mau makanitu. Cứ nói đi nói lại cho cô để cho nó nhớ cái phần này. Và ví dụ như là saya mau beli tiket bus từ IKL, tôi muốn mua cái xe buýt đi Kuala, hay là cái này bao nhiêu tiền, cái này bao nhiêu lâu. Cứ hỏi như thế cho cô để cho thuộc bài nhá. Yeah. Ok. Cái phần này cô sẽ tắt đi nhá, dừng chia sẻ nhá, tắt đi nào. Xong chưa để cô tắt nào? Cô sẽ cũng không có chụp lại luôn, tại vì các bạn đã viết rồi nên là cô sẽ không nhìn lại nhá. Chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau ở đây và hẹn gặp lại vào tuần sau, nói như nào nào. Yimber lagi nói như nào nào. Bây giờ mở camera, Xuân là mở camera cho cô nhìn Xuân cái, là cô chưa có biết mặt Xuân luôn á. Mingu lơ bát. Mingu